Ngoại ơi, con về rồi nè ngoại ơi. Ngoại ơi ngoại. Đứa nào vậy bay? Ngoại, con Tùng nè. Cháu ngoại của ngoại nè. Mà không nhận ra con sao? Thằng Tùng. Ngoại ơi, con nhớ mày quá. Trời đất ơi, bay về hồi nào? Sao bay không báo cho ngoại ra rước bay? Thôi, ngoại lớn tuổi rồi, con muốn ngoại từ dưới quê lên thành phố rước con đâu. Cực lắm. Ngoại khỏe không ngoại? Cái thằng này á, ngoại khỏe. Đâu bay đứng dậy cho ngoại coi. Chà, cháu ngoại năm nay lớn bụng mà. Con lớn rồi mà ngoại. Rồi chuyến này bay định về chơi với ngoại được bao lâu? Con tính á, là con về chơi hết hè con mới đi lận. Ngoại nhớ dẫn con đi thăm bà con hàng xóm mình với mấy cảnh đẹp quê mình nữa nha ngoại. Ừ, để ngoại dẫn con đi. Dạ. Quê tôi biển xanh bao la cuối trời, quê tôi tiếng ve kêu hè đang sang, nước sông uống cong qua từng cánh đồng, chiều chiều con nít vui đùa trên sông. Quê tôi ngát hương thơm bông bi vàng, quê tôi sáng trăng chơi đèn kéo quân, nhớ sao tuổi thơ trên non nước này, bồi hồi con nhớ ơ âu âu. Quê hương lý tre xanh biết bờ ao, tiếng ru con thuở nằm nôi, mơm dùa ba già thấy thương. Cầm tay của cô ngoài cho bông súng bông sen, tay bê tay bồng khóc nhẹ đôi cha ơi. Người mà nghe nước non nước Việt Nam, tìm về chốn đây miền quê yêu dấu ngày xưa, cho con ôm lại những bài ca dao. Ngoại biết ở bển á, con nhớ nhất là gì không? Thì bay nhớ canh chua chứ cá chiên chứ cái gì. Lần nào bay về á mà bay không đòi ngoại nấu cho ăn hai cái món đó. Ừ, cũng đúng á, nhưng mà đúng một phần thôi hả ngoại? Chứ bay nhớ cái gì nhất? Con nhớ nhất á là tiếng đàn bầu của ngoại nè, với mấy câu hò mà ngày xưa ngoại hay ru cho con ngủ á. Ngoại không ấy, bây giờ ngoại đàn với ru lại cho con nghe nha ngoại. Nha ngoại. Thôi, ngoại lớn rồi con, tay chân ngoại run rẩy, khẩy đàn đâu có ưng nữa con. Ừ, đàn hay hay không á, là còn do hồn của người đánh nữa. Ngoại đờn cho con nghe đi ngoại, nha ngoại. Bày lý sự lắm nha. Dù như thế nào đi chăng nữa, thì tiếng đàn của ngoại mãi luôn là hồn quê của con. Đà miền quê.
cô ngoài cho bông súng bông sen tay bê tay bồng khóc nhẹ đôi cha ơi. Bao la cuối trời quê tôi tiếng ve kêu hè đã sang nước sông uống thông qua từng cánh đồng chiều chiều con nít vui đùa trên sông nhớ sao tuổi thơ trên non nước này hồi hồi con nhớ quý vị, hình ảnh của Trắc Long và Khắc Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của các vị giám khảo. Chị Thục thấy được cái sự khác biệt rõ ràng của Trắc Long. Chỉ trong cái bài hát này chị mới thấy rõ ràng cái sự khác biệt, cái sự tiến bộ và cái về vừa giọng ca và vừa diễn xuất của em nữa. Rất là hay, rất là xúc động, rất là dễ thương. Khắc Tùng, không hiểu sao mà mỗi lần mà em ca bản tình ca mà nó tình cảm á, thật sự cảm xúc luôn. Chúc mừng hai em. Chị rất là thích, siêu thích luôn. Em cảm ơn chị rất nhiều. Nãy giờ tôi rất là thích thú khi nhìn ngắm những đàn gà con. Mà có một cái điều rất là thích thú hơn khi những chú gà con đi từ lòng bên này nhưng không có đi tùm lum mà lại đi qua lòng bên kia và chui vào trong lòng để vào với mẹ gà mái. Và thực sự là nó cũng có sự liên kết đó. Tiết mục này giống như một cái sự về nguồn, đúng không? Dạ. Người ta hay nói rằng là cây có cội và người có tông. Trắc Long á, hôm qua chạy chương trình á, thì tôi cứ cảm thấy lợn cợn lắm. Vì tôi nghĩ rằng là cái vai này em hóa lão á, rất là khó luôn. Phải có một cái bản lĩnh sân khấu bởi vì mình rất là trẻ. Bây giờ mình hóa trang rồi phải động tác, điệu bộ, cử chỉ, giọng nói. Cái hồn trong đó cũng hay rất là quá. Khó. Và hôm qua những cái câu thoại của Trắc Long á, làm tôi cứ cảm thấy băn khoăn hoài. Nhưng hôm nay tôi đã không còn lo lắng nữa. Vì Trắc Long chỉ sau một đêm thôi, từng cái lời thoại của mình đã có cái sự trau chuốt và đã thổi hồn của một người già vào trong đó. Còn về Khắc Tùng thì thể hiện một cái người cháu vẫn luôn hồn nhiên, trẻ dại bên cạnh cái người ông của mình. Anh ấy là hai bạn cả phần ca, phần diễn vừa rồi. Dĩ nhiên sẽ có những super soi, thánh soi như là cô Tư sẽ phát hiện một vài cái điểm trong đó. Nhưng mà thiệt sự là tôi nghĩ là những cái phần phối hợp giữa đường dây trong cái kịch bản này nó khá là hoàn chỉnh. Cho nên nó đưa cho người ta dẫn dắt hết từ cái cảm xúc này đến cái cảm xúc khác. Chúc mừng hai em với cái tiết mục này. Dạ, em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh rất nhiều. Super soi gì nãy giờ anh đã nói hết rồi. Gần như là ảnh soi đó chứ sao không soi. Ảnh có soi đó mà ảnh đổ thừa người ta soi. Hôm nay chị lại bất ngờ thêm một tí xíu nữa. Và chị cảm thấy vui thật sự đối với Trắc Long. Nhưng nếu mà xem những cái vòng đầu tới vòng hôm nay thì rõ ràng là em có những cái nấc thang rõ ràng về cái diễn xuất, đặc biệt là đối với một người gọi là chị gọi là thánh đơ như em đó, phải không? Thì hôm nay chị hơi bất ngờ là em vào cái vai, tức là qua từng vòng em sẽ được giao cho cái phần diễn của em nhiều hơn Tùng luôn. Trong khi cái khả năng đó là thuộc về của Tùng. Mỗi vòng là bắt đầu hình như là cái gọi là cái đô của em là hơi nặng hơn đó. Tuần trước là nó đỡ, chị là rất khen. Tuần này, ôi cha quá trời ông già, tôi nói rồi chết rồi. Cái kiểu này thế này, ảnh khom cái lưng mà tới hồi mà ảnh lực đực mà ảnh bước xuống cái giường đó là ảnh đi một hồi là cái lưng anh thẳng nè, sẽ bị quên rồi đứng nè, rồi bật giọng này kia tất cả. Nhưng hoàn toàn em không bị lệch ra khung. Giỏi, chị khen.
Đó là sự cầu tiến của em. Và ở cái bài này á, đặc biệt nó có một cái khiến cho chị mới nghe cái đầu tiên là bắt đầu da gà chị nó nổi lên và cái cảm xúc chị nó dâng nhiều hơn. Đó là em biết chỗ nào không? Đó là khi cái tiếng đờn bầu, hai cái nốt đầu tiên là chị nổi hết cả da gà lên. Khi ngâm rồi thì theo cái cách nhìn của chị biết có đúng hay không, dường như Tùng bị cuốn vào cái đó, cảm xúc em nó dâng lên. Thì khi mà ngâm xong cái đoạn đó bắt đầu chuyển vào bài hát, lặp lại trở lại bài hát, là từ đó em chạy ra. Trong cái cách chạy ra của em, chị cảm nhận được giống như là một cái gì dân tràn. Và em hát đúng nghĩa câu sao quê tuổi thơ còn đâu biết gì đó, là giống như là một cái nỗi lòng em á. Chị thấy cái cảm xúc trong cái gương mặt của em và cái giọng mình phải nén lại. Cho nên khi mà cái kết á, em ôm thì có một, cũng còn cái xúc động đó vẫn còn lại, nhưng mà tại vì em cũng bản lĩnh cho nên nó không có tuôn ra. Cảm ơn hai đứa rất nhiều. Cảm ơn chị. Giờ Binh trước đi. Binh xong sẽ nói khuyết điểm, tại vì cho công bằng tất cả các thí sinh mà. Tụi em được ngày hôm nay á là tụi em luyện tập cực khổ lắm. Đúng là em sống với cái kịch bản này luôn. Thì tụi em mới diễn như vậy. Nói khuyết điểm nè. Tùng đã bớt được cái thoại cải lương, nhưng đôi khi hai đứa là mém xíu thôi, thoại á chỉ chụp kịp micro đưa lên miệng hát và bị lệch nhịp chút xíu. Tùng đầu không, Long có một cái đoạn xa quê, chính xác đó. Xa quê xong sau đó ngưng câu đầu tiên là Tùng loạn choạng trước rồi. gấp thôi, thì anh dùng từ là loạn choạng, loạn choạng trước. Tới phiên bạn kia, ông già cũng cầm micro qua lại, cũng đang cầm, hay là cầm nhanh quá thì kỳ phải không, đang già mà cũng phải cầm từ từ, cầm lên thì hát câu đầu vô chết rồi rớt nhịp, nhưng khựng lại để đón đợi cái nhịp sau. Quê tôi ngát hương thơm bông bi vàng. Đó là bản lĩnh sân khấu. Anh có thể, cái này mình có thể chấp nhận. Chị khen em một cái nữa là hôm nay biết xử lý đó, tình huống á. Bắt lại kịp. Em không bị rối, chứ nếu mà em rối em đi vô là nó đi luôn. Nhưng em biết khôn, tức là em vô sai. Xa quê, em biết dừng lại để em vào câu sau. Cái đó là thêm một điểm cộng nữa, rất là giỏi. Trời ơi, chút xíu nữa là đi luôn rồi. Trời, quá trời, quá đất. À, có mấy câu solo hay lắm nha. Nửa bài đầu, anh không cho đụng bất kỳ một cái nhạc cụ dân tộc nào hết. Tập hả? Yeah, không bao giờ có. Chỉ để dành cái điểm xuất phát là bắn một cái đàn bầu dính luôn. Yeah. Bắn cái đàn bầu đó. Anh hết. Yeah, em cảm ơn bài giám khảo đã đưa ra những lời nhận xét khích lệ tinh thần động viên của các bạn. Chúc mừng hai ông cháu. Rất là đáng yêu. Chúc mừng Trắc Long cùng với lại Khắc Tùng. Cảm ơn hai bạn. Dạ, em cảm ơn muốn giám khảo. Cảm ơn anh ạ. Thì thầm ngoài.
Xin chúc mừng Xuân Nhi và Ngọc Anh. Cảm ơn Vũ Công. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản mashup hai ca khúc Một Mình nổi tiếng của hai người nhạc sĩ Lâm Phương và nhạc sĩ Thanh Tùng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Tôi thì hay nhìn sân khấu trước tiên là bằng cái phần thị giác trước. Thì tôi rất là thích cái trang phục ngày hôm nay, tạo hình của hai em rất là đẹp. Những đêm trước thì tôi thường hay nói rằng là Xuân Nhi bao giờ cũng có vẻ như là điềm tĩnh hơn, bản lĩnh hơn Ngọc Anh. Nhưng mà hôm nay tôi đã thấy một Ngọc Anh khác luôn, rất là tiến bộ. Ngọc Anh hôm nay được đảm nhiệm những cái phần bỏ nhỏ này, những cái phần đầu tiên em hát, tự sự, trữ tình. Và đến hai lần em bỏ nhỏ, khi mà Xuân Nhi lên cao vút và dồn dập trong những cái sóng trào đó thì bắt đầu Ngọc Anh thả nhẹ những cái cảm xúc vào trong đó. Đó, và tôi rất là thích Ngọc Anh ngày hôm nay, một Ngọc Anh rất tiến bộ của đêm chung kết. Chúc mừng Ngọc Anh đã có một sự lột xác hoàn toàn này. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Còn Xuân Nhi, những lần trước thì em trông dày dặn hơn đó, nhưng mà hôm nay cảm thấy Xuân Nhi có phần bị lo hay như thế nào đó trong cái đêm này. Cái phong độ của Xuân Nhi anh có cảm thấy là nó chưa được ổn lắm, đặc biệt là em đảm nhận một cái phần gọi là lên cao vút trong bài này nữa. Ở những vòng thi trước thì Xuân Nhi làm tốt hơn rất là nhiều. Chúc mừng hai em. Thực sự là đúng như Nam nói, cái phần nhìn đó, cái phần vẽ ra nó đẹp quá. Ngọc Anh, về phần nhìn của chị nha, thì em hôm nay em đẹp nhất từ đầu cuộc thi đến bây giờ đối với chị nhìn. Nó rất là nhẹ nhàng, dịu dàng và rất là dễ thương. Nói về phần hát, hôm nay chị đặt chọn cái tình cảm và chị để ý vào từng câu hát của Ngọc Anh. Chị thấy hôm nay cái tâm thế của em nó thoải mái vô cùng. Em đã thả mình vào bài hát này. Cho nên khi em hát, chị nghe được cái độ cảm trong từng câu hát của em. Em phô cái giọng em ra rất là tròn đầy luôn. Nó thích hợp với cái bài này và cái tình trong em nó có luôn. Thì là hôm nay chị có lời khen rất nhiều về Ngọc Anh, về cái sự thoải mái, tự tin, về cái giọng hát, về tất cả những cái em đặt vào đó. Xuân Nhi á, không phải là em không hoàn hảo, chị đã nói em từ vòng đầu, Xuân Nhi em rất rất là bản lĩnh luôn. Hôm nay thì có lẽ như là tất cả mọi cái phần hát á, đúng là ai cũng có thể nhìn thấy được cái sự không thoải mái ở trong em thôi. Bản lĩnh em có nhưng không biết em có cái gì không, mà hôm nay cái người đối diện cảm thấy em không được thoải mái, tự tin. Nói chung là hôm nay rất là xinh đẹp. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Em cảm ơn chị. Chị lại thấy vậy nè, hai cái bài Một Mình này đó, giá như mà tụi em tiết chế bớt cái trưng trổ của cái giọng hát ra đó, tụi em nên sử dụng cái cảm xúc nhiều hơn. Bởi vì khi mà chị nghe bài này ngày hôm nay, chị không cảm thấy gì hết. Xin lỗi, là bởi vì chị phải nói như vậy. Thứ nhất, Xuân Nhi bữa nay em có thể sử dụng cái sự lơ nhịp trong bài hát, nhưng nó không trật nhịp. Em lơ nhiều quá, đâm ra nó trật luôn. Nó trật ra khỏi cái khung của bài hát thì nó sẽ gây khó chịu cho cái người nghe. Thứ hai á, là em mắc một lỗi nhỏ xíu ở khúc cuối vì bị sai lời. Và cái này quan trọng nè, Ngọc Anh, có thể là do em không biết, nhưng mà bài của chú Thanh Tùng, bài Một Mình á, cái câu bâng khuâng khi con đang còn nhỏ đó, nó không phải là bâng khuâng mà nó là băng khoăn. Mai mốt nếu mình hát lại bài này, mình sửa lại giùm chị. Chị cảm giác là bữa nay hai đứa không có tập trung gì hết, mình cần khắc phục. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị, chị. Bây giờ chú Bình lại cho con nè, hiểu không? Ăn hiếp con quá, không tội nghiệp con. Chú Bình còn chút nè, Ngọc Anh được khen nhiều rồi thôi, không nói nữa. Khen lại Xuân Nhi ở một cái chỗ là con là một người chỉ chuyên hát nhạc trẻ, nhưng con chịu hợp tác với lại Ngọc Anh để hát hai cái bài này không phải sở trường của con. Làm không tốt, nhưng mà con không có đổ lỗi hay gì hết, nhưng mà con cảm thấy rất vui và con sẽ chịu trách nhiệm với lại cái lựa chọn của mình. Cảm ơn. Cái âm nhạc nó kỳ lắm, mỗi người sẽ cảm nhận khác nhau. Đúng rồi. Nhưng hôm nay là con làm hay nhất trong từ trước tới giờ, khi con bắt đầu tập chung với chú và Ngọc Anh bài này. Cảm ơn chú. Một tràng pháo tay cho hai. Yeah.
Nhân đây tôi xin đố ca sĩ Hiền Thục, ai là người thứ ba trong câu chuyện này? Anh. Em á, em là người thứ ba đó. Anh thấy chưa? Mấy hôm ấy tôi đi về vậy. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Khu Huy Vũ, quán quân của tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng. Lời đầu tiên thì cho phép Khu Huy Vũ gửi lời chào đến bốn vị ban giám khảo đáng yêu của chương trình tuyệt đỉnh song ca và tất cả quý vị khán giả của chương trình tuyệt đỉnh song ca nha. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. 5 năm trước Vũ vinh dự khi mà được làm một thí sinh của chương trình tuyệt đỉnh song ca. Không nghĩ là mình sẽ được cái ngôi vị quán quân đâu. Rất là nhiều cảm xúc luôn mọi người. Bao nhiêu kỷ niệm nó ùa về. Cũng chia sẻ thật với em luôn cái chuyện này. Chưa có nói với ai hết. Là anh là chuyên trị vai phụ. Đáng lý là anh Minh Vy gọi cho anh cái cuộc này là anh là cái người trong cái bài hát thay em đó chứ. Anh là cái người diễn này luôn. Hát là đi qua đi lại luôn. Mà đợt này anh bận quá. Nên thôi, anh nghĩ đây là một cái cơ hội để em rất tuyệt vời để tỏa sáng trên sân khấu này. Em làm rất tốt. Quá hay. Một tràng pháo tay cho Khu Huy Vũ ạ. Để em được gặp gỡ gia đình từ đỉnh sông cao. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Cảm ơn em. Vâng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo dành cho cặp đôi này. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Khi mà tụi em hát, tụi em diễn ngọt ngào như kẹo vậy á. Đặc biệt á là Trâm á, em rất là dịu dàng. Và kể cả từng cái nắm tay, cái kéo tay của em nó cũng rất là dễ thương. Lâu lắm rồi Thục mới được nghe bài Chuyện Ba Người của anh Quốc Dũng. Cái bài này nó gắn liền với những cái năm tháng tuổi thơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Tôi thì có một tuổi thơ chắc là nó dữ dội hơn hay sao á, mà hồi nhỏ tôi không hề thích bài này. Ôi. Và tôi nghe bài hát này là tôi cứ băn khoăn là của ba người rồi ba người sao mà cứ đi tới đi lui vậy. Đó. Nhưng mà dĩ nhiên sau này thì tôi xin khẳng định là tôi vẫn thích bài hát này. Hai em với là Khu Huy Vũ diễn cái bài này rất là dễ thương. Minh Trâm anh Nam cho điểm 10 trong tiết mục này với những cái trạng thái tâm lý, cảm xúc. Nhưng mà thích Minh Trâm bao nhiêu thì bắt đầu Hoàng Thắng anh Nam rất là bất bình luôn. Bất bình vì là một cái người tình của mình. Xong sau đó thì lại có một cái anh chàng tặng cái bông hoa thì sau đó Hoàng Thắng cũng cảm thấy bình thường, dửng dưng, cũng chẳng quan tâm. À vậy là không yêu mấy đâu em ơi. Phải không ta? Có yêu không? Không. Hay là anh chàng luôn. Này kiểu phớt lờ. Đúng rồi. Ở đây có ghi là khi ảnh biết cô ấy có một người thứ ba đó, cái dáng đi của ảnh á thất thểu. Không phải, bất cần. À bất cần hả? Ở đây ghi là ghi bất cần á. Không quan tâm. Không, nếu như vậy thì làm ra cái nét mặt bất cần luôn. Ừ. Không cần luôn. Còn đây ánh mắt thì thể hiện nhìn cặp đôi này. Nhưng mà anh không biết là cái ánh nhìn đó nó thể hiện điều gì nữa. Em phải có thể cái nhận thức rõ là cái bài biết nói gì đây. Em phải đặt vào một cái tâm trạng giống như bài Chuyện Ba Người. Là không phải em kể chuyện mà em đang ở trong nhân vật đó. Và trong cái tinh thần, cái tiết tấu của bài biết nói gì đây, nó không có phải là ủ dột. Trong cái tinh thần em xìu là cái bài hát và cái giọng hát của em ra nó cũng xìu luôn. Và em không có diễn gì hết thì nó hơi bị tiếc thôi. Chứ tụi không phải là tụi em bị sai cái gì. Hôm nay chị hơi bất ngờ với Thắng bài Chuyện Ba Người. Hôm nay Thắng hát bài đó, những cái chất giọng hay cái những gì em phát ra nó đều và nó đầy và nó tốt. Qua cuộc thi này, chị nghĩ là em nên học hỏi nhiều thêm. Hát thì bữa nay em khá, nhưng em cộng thêm cái phần đó nữa thì nó sẽ hoàn hảo cái tiết mục của mình hơn. Có lời khen cho Thắng trong bài hát Chuyện Ba Người rất là tốt. Cảm ơn hai đứa. Cảm ơn dạ, chị. Em cảm ơn chị. Một lần nữa xin được chúc mừng Hoàng Thắng và Minh Trâm. Các bạn đã hoàn thành phần thi của mình.
miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long Giang, mênh mông rừng tràm bạt ngàn dừa xanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin chúc mừng Như Quỳnh, Phương Thủy và cảm ơn nam ca sĩ Quốc Đại. Cảm ơn bộ đoàn Sắc Màu. Quốc Đại mãi đỉnh, đỉnh, đỉnh. Quốc Đại mãi đỉnh. Ôi, em thích anh dễ sợ. Trước hết thì Quốc Đại xin được gửi lời chào đến ban giám khảo và khán giả của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Thật sự là cảm ơn Đại và tụi em phải cảm ơn Đại rất nhiều. Cái sự mà cái trong cái giọng hát của anh, cái chất của anh á, nó cũng làm cho tụi em cuốn theo và nó có sự hào hùng, là một sự kết hợp hoàn hảo. Ôi trời. Sao vậy? Không lẽ em đứng anh ngồi kỳ. Đứng ngồi xuống giùm em. Anh đứng lên để anh cảm ơn em. Em cũng đứng ké luôn á. Ngồi xuống. Cái tiêu chí đầu tiên của anh mới sắp này là cho hai cái bạn ở phương xa này làm sao phải có một bài nổi tiếng của miền Bắc và một bài nổi tiếng của miền Nam. Đó là bài toán rất nhức đầu của anh. Rất 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 nhức đầu. Bài phối này trước tiên tôi xin cảm ơn là người em của tôi đã cùng tôi hòa âm lên cái bài này, nhạc sĩ Duệ Hùng. Cái bài này nó thể hiện được nhiều cái khía cạnh văn hóa dân gian của cả miền Bắc. Ngay cả cái câu đầu là một câu ru, câu trù hay văn gì đó mà kết hợp được cái hò Đồng Tháp của người miền Nam. Thục có nghe được cái đầu không? Dạ. Rồi ở giữa lại kết hợp hai bài này thì anh nghĩ là đây là một cái hành trình của hai đứa, hai bạn thí sinh ngoài Bắc vào đây có được một sự kết hợp với anh Đại, nhan sắc tương đối đẹp, giọng hát đẹp cùng với hai đứa nha. Rồi xin cảm ơn anh Quốc Đại lần nữa. Xin mời nữ ca sĩ Hiền Thục. Dạ, phải nói đây là một cái tiết mục đầu tiên mà xem không rời mắt từ đầu tới cuối. Không rời mắt một giây nào luôn. Có nhiều khi mình chỉ cần nghe một câu hát miêu tả về vẻ đẹp của quê hương thôi là mình đã rơi nước mắt rồi. Mà cái đó là chính là cái tình cảm của Thục lúc nãy khi mà coi cái tiết mục biểu diễn này. Nó khiến cho rung động toàn bộ cơ thể. Mà Thục nghĩ rằng là không phải chỉ riêng một mình chị Hiền Thục mà còn cả một cái khán phòng này nữa. Ai cũng vậy, chung một cái tâm tình. Cảm ơn tụi em rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ của đại ca sĩ Hiền Thục. Mời anh Nam ạ. Đối với hai bạn Như Quỳnh với Phương Thủy, lúc các em hát, diễn hay là bè cho nhau, tất cả những phần đó thì đều các em đều làm tròn cả. Đó cho nên anh thấy giống như hai chị em gọi là đầu lòng hai ả tố Nga vậy đó. Đó. Ở đây nó có đầy đủ hết chất dân gian Bắc Bộ. Với những cảnh tình mà ở đó nó có gọi là cái sự hào hùng linh thiêng của miền Bắc. Và ở phía Nam thì là một cái sự hào sảng, hồn hậu, một cái gì đó mênh mông bát ngát. Tất cả hai cái dòng nước đó, sông Hồng và sông Cửu Long hòa lại với nhau tạo nên những cái cuồng trào gọi là về mặt cảm xúc. Bây giờ một lần nữa xin được chúc mừng Phương Thủy cùng với là Như Quỳnh. Cảm ơn tụi em. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Vì em thương ai, như thương hai.
sau vì em đã đặt mình ở hướng vô các bạn. Chúng ta vừa hoàn thành phần thi của mình, chắc là chúng ta sẽ cùng làm quen với các bạn nha. Các bạn tự giới thiệu đôi nét về mình đi. À vâng, em xin chào tất cả các vị ban giám khảo cũng như anh Nguyên Khang và tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo Uyên, năm nay em 24 tuổi và em đến từ Đắk Lắk ạ. Em đến từ Đắk Lắk. Vâng. Công việc chính của em chắc cũng là ca sĩ đúng không? Hiện tại thì em đang là ca sĩ tự do và là giáo viên thanh nhạc ạ. Thế còn bạn còn lại, bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, xin chào kính chào tất cả quý vị ạ. Em tên là Thành Danh, năm nay em 30 tuổi và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại em đang là giáo viên. À, thưa quý vị, như vậy là chúng ta có một cặp đôi là giảng viên thanh nhạc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Em xin mời chị Cẩm Ly, mời chị ạ. Khi mà hát đôi với nhau á, thì Danh biết là nương cho Uyên. Cái điều đó là một điều quan trọng khi mà chúng ta hát song ca với nhau á. Chứ không phải là ai cũng thể hiện mình hết. Khen cho Danh về cái vấn đề đó. Còn giọng của Danh thì rất là trầm và ấm. Đặc biệt Uyên hình như là Uyên có lợi thế ở những nốt cao nhiều hơn. Nó thể hiện mình nhiều hơn. Nó rất là mạnh và nó rất là tốt. Chúc mừng Danh cũng như Uyên đã hoàn thành tiết mục của mình khá tốt. Chị Ly nói rất là đúng. Về cái phần song ca là chúng ta dựa vào nhau, nương vào nhau để hát. Làm sao để hòa quyện bài hát là quan trọng nhất. Chị chỉ cảm thấy là chị nên nói qua về cái cách biểu diễn. Chúng ta chú ý vào giọng hát quá, cho nên là khi mà xoay chuyển hay là làm động tác nó hơi
xíu gượng. Cái này thực sự là binh tí xíu ha. Tại vì cái này vòng đầu tiên cho nên là các bạn có thể là không phải là quen nhau. Tôi xin đính chính chút xíu nha. Hai bạn này quen thân với nhau. Ôi vậy không, hả? Thân mà không. Vậy là nếu mà quen thân là cô Thục là đúng rồi, phê bình là đúng rồi đó. Chưa thấy cái sự gắn kết nhiều giữa hai em. Nhưng mà tiết mục đầu tiên như thế là tuyệt vời, bởi vì em gái mặc áo đầm giống màu áo đầm của chị. Tất cả chúng ta đều rất đẹp. Thảo Yên với lại Thành Danh đợi Nam chút xíu nha. Cho Nam được chia sẻ với giám khảo Hiền Thục. Anh Nam đặc biệt rất là ấn tượng Hiền Thục. Nó có một cái gì đó lúng liếng ha, trẻ trung và luôn luôn ở một cái lứa tuổi giống như là 18 đôi mươi á. Những cái bài giống như là Nắng Xanh, rồi Yêu Dấu Theo Gió Bay đó, những cái bài đó hát với những anh đừng có nói anh là fan của em ngầm nhé. Thật ngầm ra là đó. Cũng có nằm vùng một chút xíu. Em không tin. Em muốn thấy điều đó ngay tại sân khấu này. Muốn ca sĩ Hiền Thục thể hiện một vài cái tương tác. Tại sao em phải nghe theo lời anh? Tại vì tôi nghĩ là giám khảo phải làm mọi thứ. Tại sao em phải thị phạm với lại anh Nam mà em không thị phạm với anh? Đúng rồi. Wow. Đúng rồi. Ca sĩ Hiền Thục muốn tôi làm cỡ nào thì tôi chiều cỡ đó. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Anh có thể lại gần bên em không? Dễ sợ thì thưa quý vị giám khảo mà đòi hỏi quá nhiều thứ. Lại gần hôn em. Em sẽ để mặt trời lại gần hôn em. Em nói vậy thôi chứ đừng hôn thiệt. Hay anh đem chơi vơi, giờ còn đôi ta. Kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, anh có muốn đi thật xa? Đuổi luôn đó Khang ơi. Thưa quý vị, tôi thiết nghĩ trong cái chương trình này không nên mời nữ ca sĩ Hiền Thục thị phạm một lần nữa. Tại sao không nên mời em? Tại vì tôi rõ ràng tôi cảm thấy được một cái sự xa lánh của chúng ta, không bao giờ tần số của chúng ta không, gặp được nhau. Không, cái đó là giả bộ thôi. Vâng. Nha, tí nữa em nhắn tin riêng. Anh bớt cười lại giúp em cái. Tôi thiết nghĩ là tốt nhất phải nên tìm hiểu giám khảo của chúng ta từ trước. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh rất là thích Uyên ở cái phần mà kể chuyện đầu tiên đó. Rất là thủ thỉ, tâm tình bỏ nhỏ, nhưng mà nghe nó rất là đi vào tim á. Những cái âm thanh cũng rất là vang sáng, mặc dù là mình hát rất nhỏ, giống như thả những cái hòn sỏi trên một cái mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Anh Nam rất là thích Uyên xử lý những cái phần đó. Hai em rất là có tố chất, ngoại hình cũng rất là xinh xắn, cũng hợp với nhau nữa. Nếu như có cơ hội bước tiếp thì mong là hai em sẽ khắc phục được những cái điểm về mặt tâm lý của mình. Mình sẽ có thời gian tập luyện với nhau nhiều hơn, không chỉ là về giọng hát đâu, mà mình sẽ tính toán từng cái chuyển động trên sân khấu cùng với nhau nữa. Thì nó sẽ dẫn lối đưa đường cho trái tim khán giả có thể là dành cho các em cái sự ủng hộ nhiều hơn. Chúc mừng hai em. Anh đánh giá cao Thảo Uyên vì cả hai bạn đều có học hành rất đàng hoàng và biết sử dụng cái cột hơi của mình. Cái bài này Danh nhường cái phần cao trào lại cho Uyên. Nếu có vào vòng sau, Danh sẽ phải cố gắng hơn. Cái nỗ lực của Uyên là trên 100% lận, nhưng của Danh anh chưa thấy hết. Thì anh ghi nè, Thảo Uyên đã thành Danh. Wow. Không đùa được đâu anh Khang ơi. Anh làm thơ là coi chừng bị thua đó. Cái người đầu tiên sẽ bấm chọn cho tụi em vào là anh. Em cảm ơn anh Minh Vy. Cảm ơn anh ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chọn hay không chọn? Xin chúc mừng các bạn đã có một tim. Tiếp theo chúng tôi xin mời ca sĩ Hiền Thục. Vô. Thưa quý vị, hai tim. Tuy nhiên phải ba tim trở lên thì mới có cơ hội bước tiếp vào vòng trong. Tôi đã chọn rồi. Không, mình nói với mình hành động nhiều khi nó khác nhau, em đâu có biết được. Chúc mừng các bạn, mặc dù biết. Dường như quá dài, cần một vòng tay yêu thương lòng say 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 hờ. Tình mình còn đây nhưng anh đã thấy không thương. Anh không nhớ, anh không cần trái tim em. Chưa
Chúc mừng hai em. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Vì Em Quá Yêu Anh, một sáng tác của Mỹ Tâm. Chúng ta giới thiệu đôi nét về mình đi. Em xin tự giới thiệu, em là Mỹ Tuyên ạ. Năm nay em 19 tuổi và em đang là sinh viên năm 2 của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Như vậy thì con phải gửi lời chào đến cô chú ban giám khảo đằng kia. Vâng. Không cần con ạ. Nên là cứ chị em và anh em thôi. Con nhá. Vâng. Kia là chú. Không. Không phải. Bạn còn lại. Em tên là Nguyễn Hoàng Minh Khôi, thì hiện tại em đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đến cuộc thi này là mới biết nhau hay là biết nhau trước đó đây? Em với bạn chơi thân ở ngoài rồi, thì cái lúc mà casting thì em đi cast xong rồi em cũng rủ bạn, xong rồi bạn đi thì may mắn là hai đứa em cùng đậu và được xếp cặp chung với nhau luôn ạ. À vậy hả? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần nhận xét của các vị giám khảo. Nói về nhảy đẹp thì không ai qua anh Hoàng Nhật Nam cả, xin mời anh chia sẻ ạ. Vâng. Anh thấy là mấy bé này biểu diễn sao? Có ưng mắt anh không? Rất là dễ thương. Hai bạn đầu tư về mặt phục trang rồi phong cách trình diễn. Anh Nam rất là thích hai em. Thích ở cả cái ngoại hình và cả cái năng lượng của từng bạn. Trong tiết mục này, mọi thứ đều rất là vừa vặn. Và cái cách hát của Khôi hay là Tuyên thì anh thấy có cái sự tung hứng qua lại, nương nhau trong cái bài hát này. Đối với Khôi thì anh thấy rằng là lúc mà đợi bạn diễn đó thì em vẫn không thôi diễn xuất phiêu theo điệu nhạc, rất là cháy hết mình. Cho nên là mọi người vẫn sẽ rất là tập trung mặc dù em không hát. Đó, và Tuyên cũng vậy. Cái điều này nó cần cho một cái tiết mục song ca, và đặc biệt với một cái tiết tấu vui tươi và nhanh mạnh như thế này. Anh chúc mừng hai em với tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay. Dạ rất vâng, là thành công. Cảm ơn ạ. Chị thấy là em hát rất hay. Đặc biệt là những cái phần bè hỗ trợ cho bạn nữ rất là hòa quyện và tung hứng. Bạn nữ thì dễ thương và xinh đẹp rồi. Đối với chị thì chị nông cạn lắm. Chị chỉ thấy đẹp là chị thấy thích. Cảm ơn hai đứa. Vâng, cảm ơn ạ. Vậy thì đến bây giờ anh Nam mới nhận ra là anh Hoàng Nhật Nam cũng có sự nông cạn đó. Bấy lâu nay mà cứ nghĩ là mình sâu sắc tư hả? Là ý là đẹp mà mê. Chị Ly không thấy được một cái sự tương đồng trong cả hai người hả? Anh Nam bởi vì ảnh là đẹp là thích, cho nên bây giờ ảnh mới đi làm về tìm kiếm hoa hậu. Còn Thục thì do đẹp là thích cho nên mãi đến bây giờ vẫn chưa tìm được người đẹp ưng ý đối với mình. Cho nên em nghĩ là cái câu chuyện hôm nay đó nó có hai số mệnh nha quý vị. Cùng một mục tiêu. Cùng một mục tiêu nhưng tìm không được. Một người thì đi tìm, còn một người thì tìm không được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của ca sĩ Cẩm Ly. Chào bé Tiên với Khôi. Khôi á, cái lực em chị nghĩ chắc là mạnh lắm hay sao, cho nên em hát micro em để rất là xa. Cái tiết chế của em như vậy cũng đúng, tại vì nhiều khi giọng mình nó mạnh quá, em để gần em sẽ áp đảo cái bạn nữ khi hát chính, thì cái đó đúng. Nhưng mà khi mà mình hát một mình thì mình phải để gần một tí xíu để người ta nghe cái giọng của mình rõ hơn. Nhưng mà em hát cỡ nào chị nghe vẫn rõ ràng, đó là em. Còn nói về giọng của Tuyên á, giọng em khi mà lên cao cũng rất là khỏe, nhưng mà cẩn thận những cái đoạn đầu á. Đồng thời khi mà em hát bè cái đoạn cuối cho Khôi thì em không tiết chế nha, tại vì Khôi để quá xa, cho nên khi em bè em át đi cái giọng của bạn. Còn nói về phần biểu diễn thì em nhảy dễ thương lắm, em mặc đồ nổi hơn Khôi, nhảy dễ thương hơn Khôi. Khôi rất là vụng về, chị dùng từ là lụ khụ luôn á, nhưng chị xin lỗi, chị lại thích cái cách diễn của Khôi. Nó lụ khụ mà nó rất là dễ thương, rất là đáng yêu luôn á. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Khôi, con bị gì? Khi con hát bè thì không sao, khi hát chính cái mic sai thì làm sao mà nghe. Cái thứ hai, giọng con giọng tenor nữa, tenor cao nữa. Cái nốt mà cao nhất trong bài này là đố si la, đố trên á, nó rất là căng. Nhưng mà con hát rất bình thường, rất thoải mái mà. Rất thoải mái. Tuyên, con cần cái sự chín chắn một chút xíu trong cái giọng hát. Phong thái ok, nhưng chú cần có sự chín chắn chút xíu nữa thôi. Này chú cảnh báo cho nó hồi hộp. Nha. Chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn của ban giám khảo dành cho tiết mục này. Xin mời nhạc sĩ Minh Vi. Nhà anh có quy tắc. Nhà anh có quy tắc. Mà sáng nay đã đổi rồi. Anh chọn giùm cho chị luôn.
Wow, thưa quý vị, hai team. Vậy em có nên chọn giùm anh luôn anh? Xin mời em. Vô nghe, chọn nghe. Hai team. Bằng lòng đi em, bằng lòng,
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Vì chúng ta sẽ cùng làm quen với lại hai bạn. Bạn giới thiệu đôi nét về mình đi, chàng trai tuổi sáu. Em tên là Thịnh Nguyễn và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang ạ. Năm nay em 22 tuổi. Em làm công việc gì? Hiện tại em đang ca sĩ tự do. Bạn tiếp theo. Em tên là Đăng Châu, hiện tại em đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hồ Chí Minh ạ. Em là người ở đâu? Dạ em là người Nghệ An. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Lúc nãy là cái phần mà thổi sáo á, ví dụ như mình diễn giả đi, thì mình quyết định diễn giả thì mình sẽ diễn cho hết cái đoạn đó luôn rồi mình hãy hát. Còn không thì thôi mình cứ đi ra thôi, chứ tự nhiên đang thổi du dương giữa chừng em không thổi nữa mà tiếng sáo vẫn văng vẳng, thì cái đoạn đó là làm sao? Tại vì em sợ là mình sẽ lên không đưa mic ra kịp á vậy. Nếu như vậy thì mình nên chọn một trong hai thôi. Ví dụ như bạn đã chơi guitar rồi thì em cứ đi ra và bước những bước đi lững thững đến bên cạnh người bạn mình và đợi vào cái câu hát đó thì mình cầm mic lên mình hát. Sẵn đây anh cũng nhận xét về Thịnh Nguyễn luôn. Thì Thịnh Nguyễn hát sau, Thịnh Nguyễn hát thì anh có thấy rằng là bạn hát rất là không rõ lời ha. Hình như là cái đoạn sau mà bắt đầu lên những cái đoạn điệp khúc cao thì lúc đó thì mới nghe rõ thôi. Còn những cái đoạn đầu thì hầu như em hát á, nó bị ém thế nào á, anh không có cảm thấy thoải mái ở cái phần mà tai nghe những cái thanh âm được phát ra. Nhưng mà điều rất là khen Thịnh Nguyễn là cái phần sau thì bắt đầu có hòa bè cao để kết, thì hai anh em làm rất là ngọt. Có cái đoạn mà vịnh vai bạn mà nói là em nhỏ xíu anh thương đó thì cũng cần phải xem lại. Mình phải chọn cái câu hát để mà tương tác trên sân khấu, nó rất là quan trọng đó mấy em. Về phần Đăng Châu, cái hình ảnh một chàng trai mà ngồi chơi guitar thì rất là đốn tim và rất là lãng mạn. Những cái giai điệu gọi là rải vào bài hát là rất là ghi điểm. Thì cái phần đầu của Đăng Châu thì anh có cảm tình nhiều hơn. Hát rất là nhẹ nhàng, khoan thai. Dĩ nhiên để gọi là xuất sắc lắm cho cái tiết mục này, anh Nam cũng là người dễ tính, dễ dãi lắm, cũng không đến nỗi khó như ai kia mặc áo đen xa xa bên kia đâu. Đó. Xanh đen. Anh đang hỏi là người ngồi cùng bàn với anh hay là đứng trên sân khấu à? Không, thì anh đang nói về giám khảo mà. À. Giám khảo mới có quyền khó tính cho MC. Mà khó tính thì người ta đâu có chịu đâu. Tại vì anh nói là ai kia rồi xa xa, nhiều người nhột, trong đó có em. Dạ, vâng. Anh nghĩ rằng là tiết mục vẫn chưa đã lắm, chưa qua cầu được đâu. Cảm ơn anh. Ok. Một phần nhận xét rất là chi tiết về cái phần biểu diễn của hai thí sinh. Nhưng cũng không quên cà khịa người khác để châm ngòi cho một cuộc chiến. Thế thì bây giờ ai kia ngồi phía đằng xa, chúng ta có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Dạ, cái anh đang đội nón nè, thưa anh nè. Mà em thiết nghĩ vậy, thưa anh, mình nên thay nón đi ạ, để làm cho nó màu sắc hơn. Mỗi một tập anh thay một cái nón cho em. Đã bao nhiêu tập trôi qua rồi, bao nhiêu đêm phát sóng rồi, nhưng mà cái lời hứa từ cái tập đầu tiên là sẽ đem nón ở nhà để mà cho nhạc sĩ Minh Vy vượng vẫn chưa thấy. Hôm nay em đổi nón cực kỳ là phong cách luôn. Em có một cái bộ sưu tập nón, thì trong những số quay tiếp theo thì em thiết nghĩ em sẽ gửi tặng anh để anh thay đổi nón thường xuyên cho mình có cái phong cách. Thưa quý vị, tôi có một thùng ở trong đó, chứ không phải là chỉ có một cái. Mình phải có một cái. Nhưng đây tôi xin phép được tặng sơ, còn lại 300 cái thì xin được gửi container đến nhà anh để anh có thể thay vào mỗi một tập phát sóng của chương trình. Xin phép anh nhận cho em vui ạ. Thôi anh đổi luôn cho em vui nè. Vâng. Đó. Thưa quý vị, đẹp không ạ? Quá đẹp. Không tin được, cực kỳ dễ thương. Thế thì ai kia có thể chia sẻ đôi điều về cái nhận xét vừa rồi của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Trước tiên là cảm ơn người em của anh đã tặng anh cái nón này. Cái bài này, cái điểm nhấn thứ hai sau cái tiếng guitar, tôi đã cố ý hòa âm là tới bắt đầu văn tấu thì mới đưa một nhân vật thứ hai ra là có một cái sáo. Là tiếng sáo nó rất là du dương, rất là đẹp. Chịu không nổi. Tại vì lời hứa của anh với hai đứa, anh sẽ tìm một cái sáo cho em. Tối hôm qua về khuya quá, sáng lên lục, không có. Sáng đi xe ngang phải gọi cho một đứa em, nói em đứng ngay chạy tới đường Nguyễn Thiện Thực mua cho anh một cái sáo mắc nhất. Bạn ấy lừa mãi được một cái sáo 69.000. Wow. Rồi anh tức tốc anh chạy lên liền. Nếu ở đây quý vị khán giả trường quay thấy rõ ràng đúng không? Cầm đây chạy lên chở liền, nói em cầm cái sáo đi ra bảo đảm đẹp. Nhưng ngay lúc đó thì Thịnh mới nói anh ơi em hát không kịp. Ok, có lót hai câu sáo, anh mới nói liền Thịnh em ra em thổi một câu thôi. Thì đi ra tới câu thứ hai là phải chuẩn bị tâm lý để tập trung
dù sao cũng là thi cái giọng hát. Còn cái phần mà minh họa là để cho nó đẹp mắt và để cho nó cộng hưởng thôi. Còn anh xin lỗi, cái câu mà thấy em nhỏ xíu anh thương là lỗi của tôi. Lại nữa hả anh? Ý anh khác, là thấy em nhỏ xíu á, là anh Châu nó nhỏ con. Thì mỗi người sẽ là một cái cảm nghĩ. Nhưng mà anh phải khẳng định là lỗi của anh nha. Nếu như anh Nam anh hiểu sai cái ý thì là lỗi của anh Nam nha. Không không, chị Thục cũng, không, cũng, cũng hiểu sai đấy. Anh đang cho hai đứa hiểu không? Anh chị Thục cũng hiểu cho sai. Rõ ràng. Chứ vậy là bị điểm trừ hay gì? Mình không sai, anh ấy sai. Mình không sai, anh ấy sai. Mà anh nghĩ là Khang nãy cũng nghĩ giống anh đúng không? Em nghĩ không đúng là anh trả nó. Không như thế này nè, em là em đều nghĩ giống như hai anh. Khang bình luận xong cái sao anh thấy đường đi nó quá xa luôn á. Quá xa đúng không quý vị? Nên anh thấy là sau khi mà Khang giải thích xong thì anh biết ngoài bán chả cá ra còn bán thảo mai nữa. Nói là tại sao cái voice, cái giọng hát của Châu bắt thẳng vào, vì em hát bằng giọng thật nên cái rõ lời. Thịnh Nguyễn, trước đây em học cái gì? Dạ em chưa học. Chưa học nhưng cái cách hát của em anh lầm tưởng là em có học. Vì coi có pha giả thanh trong đó chút xíu, đúng không? Khi pha giả thanh vào, trừ những câu cao thôi, em mới được quyền đẩy cái mic ra xa. Tại sao anh Nam nghe không rõ? Cái mic em đẩy quá xa vào những câu thấp. Chứ thật ra là về phong thái và về tự tin, anh vẫn chấm Nguyễn. Rồi xong, đó là những lời giải thích của tôi. Cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của anh đã nói hộ cho các bạn. Thúc ơi, Dạ. Mình có thích phần biểu diễn này không? Nói thật là em rất thích. Và em thích khi mà Đăng Châu ngồi nhiều hơn là đứng. Tại vì khi mà như anh Nam nói, cái hình ảnh một chàng trai mà ôm guitar ngồi hát rất là lãng mạn. Cái hình ảnh đó đối với chị Thục là nó rất là dễ thương. Chị Thục ngạc nhiên là khi mà biết là em chưa có học gì hết mà em hát rất là vững tâm như vậy. Chỉ tiếc là cái khoảng cách mà của em với microphone nó hơi xa, thì em chỉ cần rút kinh nghiệm lại cái đó thôi. Anh ạ, em nghĩ là nên ủng hộ cái hình ảnh này, nó dễ thương. Một người gọi là sao? Trái tim mềm yếu quay sang thuyết phục một người con tim yếu mềm mà. Bây giờ tới phiền Ly muốn phản bác tất cả nè. Ngày xưa Ly hay nói với các bạn fan là âm nhạc là thuộc phạm trù của cảm xúc. Cảm xúc của từng người cảm nhận nó sẽ khác nhau, nó không giống. Thì ở đây đúng là mỗi người có mỗi cách nghĩ. Ở đây nói về giọng hát trước ha. Chị nghe hai người hát, chị ghi cái chữ đây, thích à nghe. Đối với ai biết không? Đối với Thịnh Nguyễn. Có nghĩa là cái tiết mục này nó có chị có nhiều cái để chị nói. Thí dụ như là Châu, em hát ra cái hình ảnh của em thật sự là ôm cái guitar mà ngồi như thế, nó rất là đẹp. Và khi em hát ra đúng là cái giọng em nó bắt vào người ta trước, thật sự là như vậy. Nhưng khi em biểu diễn vào bài hát, cái tiết tấu của em chị không thích bằng Thịnh Nguyễn. Nếu mà mọi người xem lại sẽ thấy cái cách Thịnh Nguyễn ra mà nói nhỏ xíu anh thương, nó không có giống của một người nam với một người nữ, mà nó ra một cái phong thái của một người đàn anh chững chạc. Từ nhưng mà điều á là mình chỉ không cắt riêng một câu đó mà nó còn là nhiều câu trước và sau. Đấy nữa. Thì Ly mới nói đó. Là nếu mà nói Ly không trách Nam được, là nếu mà tính theo nội dung bài hát thì không, Ly không trách Nam được. Hai phe nha quý vị. Chị hy vọng rằng nếu em vào vòng trong, em sẽ chứng minh cho anh Nam và Thục biết cái thực lực của em như thế nào. Và em giọng em cũng khẽ đa màu sắc lắm. Đâu có cần chứng minh cho chị Thục. Chị Thục nói hay mà. Không không, ý đúng là không? Chị nói cái thực lực này kia mọi thứ đó em hát không rõ. Và chị đang nghĩ anh Nam giùm em mà. Thực sự có lẽ chị thích cho nên chị nghe rõ từng chữ của em hát luôn. Gọi là này là xào xáo lắm. Rồi xin mời phe trung lập cho kết quả trước nè. Phe trung lập. Trung lập hả? Chọn hay không chọn à? Chị chọn nhá. Và chị nãy có năng nỉ nhỏ rồi, không biết có được hay không nha. Chọn. Vâng, một tim. Xin mời phe vợ chồng trước thưa quý vị. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly đưa ra kết quả. Dĩ nhiên rồi, một tiết mục mà tranh cãi như thế này là biết là phải chọn rồi. Chọn. Vâng. Ghê thiệt. Dương Đông kích tay vẫn chọn. Anh nghĩ là Nam bấm đi. Quyết định của anh Nam, chọn hay không chọn? Tiết mục này nếu có đậu hay không đậu không thể được cả bốn. Hai em mỗi một bạn, mỗi cá thể thì đều có những cái ưu và cái khuyết. Nhưng mà lúc mà cộng hưởng trong tiết mục này thì nó chưa thực sự đã và bùng nổ. Xin phép anh Nam sẽ không chọn tiết mục này. Mà nếu như mà có chăng thì anh Nam sẽ muốn chọn một trong hai, ví dụ vậy. Đó, cho nên anh Nam sẽ không bấm chọn. Nếu một trong hai, Nam chọn ai?
Nếu một trong hai á, thì bạn Đăng Châu vừa biết chơi đàn guitar và vừa biết chơi piano, cho nên là đó là những cái điểm cộng thêm. Thì anh Nam có cảm tình hơn một chút xíu trong cái tiết mục này. Thì Thịnh Nguyễn cũng đừng buồn anh với cái chia sẻ này. Tuy nhiên là một mình anh thì sẽ không quyết định được hết. Đó, cho nên là hai em vẫn còn rất nhiều cơ hội ở phía anh Minh Vi. Vâng, cảm ơn anh. Nếu anh không chọn thì Nam sẽ cứu Châu. Hai bạn này đã bấm rồi. Nếu anh không bấm thì Nam sẽ cứu Châu. Anh sẽ là người cứu Thịnh. Thì... mà nó rối quá, mất công. Anh bấm luôn rồi. Bấm luôn đi. Đúng rồi. Thưa quý vị, như vậy quý vị, vừa rồi là ca khúc Đêm Tâm Sự, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Linh Anh. Em năm nay 24 tuổi, em đến từ thành phố Huế ạ. Dạ, em tên là Quốc Bảo. Hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay 24 tuổi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo trên tiết mục này. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Quốc Bảo, chị Thục muốn hỏi em là em thích dòng nhạc này hay là vì bạn diễn của em thích hát dòng nhạc này mà em hát bài này? Dạ, em cũng thích cái dòng nhạc này. Vậy à, chị thấy là Quốc Bảo không hợp dòng nhạc này. Chị Thục thấy em thích hợp làm diễn viên hơn. Vì em hát không đúng, cái sở trường của em là bolero nên em hát chinh và hát phô rất là nhiều. Có một vài người, kể cả là Hiền Thục luôn, hát bolero cũng không hợp. Khi hát không hợp thì mình cũng sẽ hát không hay được. Và vì có thể là do bạn diễn của em có sở trường về cái bài hát này. Linh Anh thì bạn ngọt ngào hơn nhiều. Bạn làm tròn vai, tròn trịa trong cái bài hát này hơn là em. Cảm ơn các em. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn Hiền Thục đã dành những lời khen động viên cho các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mời anh ạ. Ý là hai em tâm sự như thế nào nhưng mà nó chưa đến được với trái tim khán giả, và anh cũng là một trong những khán giả đó. Quốc Bảo thì như giám khảo Hiền Thục có nói là em cũng không có phù hợp dòng nhạc này đó. Cho nên là Quốc Bảo thể hiện cái bài này có nhiều cái điểm bất ổn quá, lạc rồi trong trên. Linh Anh thì anh nghĩ là cũng tương đối vừa phải trong cái bài hát này thôi. Cái bài hát cần phải có cái sự cộng tác từ cả hai nữa. Cho nên là chưa chạm được trái tim của anh cho lắm. Xin lỗi hai em khi mà nói điều này. Nhưng mà anh Nam cũng sẽ chúc cho mỗi bạn sẽ luôn thành công với cái con đường mình đã chọn. Dạ, em cảm ơn Nam ạ. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chị Cẩm Ly. Mời chị. Về phần Quốc Bảo thì nãy giờ anh Nam với chị Thục cũng đã nói rồi. Còn đối với Linh Anh á, em làm cho chị không biết suy nghĩ khó xử sao đó. Tức là lúc đầu em vào nó có chệch choạng một tí xíu. Nhưng mà sau một hồi em hát thì chị nghe trong cái giọng hát của em có nhiều đoạn chị có quay qua chị nói Minh bé hát khá là hay. Tức là cái giọng của em nó khi này khi nọ nó không có, nó không đều. Nó làm cho chị cảm giác là à bé này không ổn rồi. Một hồi chị đến đó, ủa sao bé này đó lại rất là ổn luôn. Tại vì cái giọng em cũng đẹp lắm. Khi em hát lúc càng về sau thì nó càng tốt hơn nhiều. Nhưng mà chị cũng cảm ơn là Linh Anh cũng Quốc Bảo cũng đã đến đây để tham gia chương trình này. Còn không biết một tí xíu nữa các quyết định của anh chị như thế nào thì để chị xem sao nha. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn em cảm nhiều. Ừ. Xin mời chia sẻ của anh Minh Vi. Mình chọn em. Mình chọn. Dạ, em cảm ơn. Thêm một team nữa xin được chúc mừng Linh Anh. Bạn đã có cơ hội bước tiếp vào vòng trong. Dạ, dạ em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn hai bạn. Còn thương câu hát.
vọng đưa mẹ ru con ngủ ở giữa trưa bóng tròn à. Xin được cảm ơn Phương Thủy và Như Quỳnh và cũng cảm ơn phần hỗ trợ của nghệ sĩ Thùy Dương. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc rất là đầy cảm xúc của nhạc sĩ Minh Vi, ca khúc Đón Mẹ. Trong đó có một cái câu hát đó là trời mưa đón con về mà không thấy mẹ đâu, đúng không?
Vâng. À, đây là một cái ca khúc rất là ý nghĩa. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện của những năm mà chúng ta trải qua Covid. Có nhiều người khi mà trở về thì đã không kịp gặp mà những người thân yêu của mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ca khúc này. À, xin cho em hỏi nhạc sĩ Minh Vi là ca khúc này anh sáng tác lâu chưa ạ? Trong mùa dịch. À, trong mùa dịch luôn. Vâng, chắc là có đến từ một câu chuyện nào đó anh đọc ở trên báo đúng không anh? Chỉ câu chuyện vừa rồi là chính xác như vậy á. Hai người này đi về, chỉ có khi hai đứa con á, đây này tại hai bạn hát là nữ, hai người con khi mà rảnh rỗi nhất, khi mà thời gian có được cho mẹ để cùng mẹ về quê hương, để cùng mẹ về nơi chôn nhau cắt rốn. Đúng không? Có bao giờ phải đi xa mẹ nhiều ngày không? Các bạn có đang sống với mẹ không? À, dạ chúng em thì hiện tại không có sống cùng với bố mẹ, tại vì bố mẹ vẫn đang ở quê. Rất là hiểu được cái ý nghĩa mà trong bài hát, cho nên là chúng em cũng đã cố gắng thể hiện tốt được cái ca khúc này. Còn em, hai chị em ở cùng quê hả? Em xa nhà từ năm lớp 10 ạ. Em bắt đầu tự lập từ đấy. Cũng phải xa bố mẹ nhiều năm và thi thoảng mới được về thăm bố mẹ. Và khi được hát cái bài hát này thì em cảm thấy là mình nên trân trọng những giây phút ở bên mẹ nhiều hơn. Và mình sẽ dành thời gian cho mẹ nhiều hơn. Vâng, tôi hy vọng là ba mẹ bạn có ở xa cũng sẽ hiểu được cái tình cảm của bạn, nhưng mà cũng sẽ dành nhiều thời gian để gần ba mẹ nhiều hơn có thể ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của các vị giám khảo. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Tôi thấy là Thục vẫn chưa có bình ổn lắm. Anh Nam, trong khi đợi Thục, anh Nam nói đi, anh Nam. Anh đã biết những cái diễn biến của tiết mục này từ lúc ý tưởng hoặc là chạy sân khấu mọi thứ rồi, và anh cũng đã chuẩn bị cho mình một cái sự phòng vệ về mặt cảm xúc rằng là tất cả đều chỉ là diễn thôi, nhưng mà thiệt sự anh cũng không ngăn được cảm xúc là rất là xúc động. Hai em Phương Thủy, Như Quỳnh đó, hai em chạm đến trái tim rất là nhiều trong tiết mục này. Hai em hát với nhau tròn đầy về mặt cảm xúc kinh khủng. Cảm ơn nghệ sĩ Thùy Dương cũng đã có những cái câu ngâm thể hiện một cái bà mẹ quê tảo tần vất vả. Bà mẹ quê hay là bà mẹ Việt Nam có những đứa con, thiệt sự ai cũng tảo tần và vất vả theo những cái cách khác nhau. Các em hát cái bài này thì ai trong tâm tưởng cũng sẽ tự vẽ ra cho mình một chân dung của người mẹ của mình hết, khiến cho mình thổn thức. Và ai cũng chỉ có một mẹ thôi. Mình đi đâu xa hoặc là bất cứ trong một cái giông tố nào hoặc là một cái khó khăn nào cuộc sống á, mình hay nghĩ về mẹ. Sau này thì các em sẽ có gia đình, các em sẽ có vợ chồng, con cái là những cái chỗ dựa tiếp theo. Nhưng mà Nam nghĩ là người mẹ là người mà luôn luôn yêu thương mình vô điều kiện. Bất cứ khi nào mình sai, mình là người như thế nào, ngay cả khi cả thế giới quay lưng thì chúng ta cũng sẽ còn mẹ. Anh rất thích tiết mục này. Tiết mục này lời lẽ, hình ảnh, cấu tứ, nó đem đến chúng ta nhiều cái miền cảm xúc. Cảm ơn hai em đã đưa mọi người đến những cái miền cảm xúc thiêng liêng nhất của mỗi người. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam. Chị nghĩ là gần như chị là chắc ai cũng biết là thể mà về bài mẹ thì lúc nào như Nam nói á, nó rất là dễ chạm vào mình. Cái bài này, cái dàn dựng á, nó lại tạo cái cảm xúc thiệt là mạnh cho mình. Tại vì Ly đã từng xem một cái tiết mục mà cũng kiểu như cái bưng cái hũ này nè, mà rất là ấn tượng luôn. Cho nên là hôm nay nhìn cái đó sự là cũng hơi sốc. Biết rằng là dựng dàn dựng là không đón mẹ là không có đó, nhưng mà không ngờ là cái hình ảnh nó quá xúc động. Và nói chung là hai em chị chúc mừng là đã thành công khi đã chạm được cảm xúc của rất là nhiều người. Đến nỗi chị Thục bây giờ cũng chưa nói được điều gì hết. Cảm ơn hai đứa rất là nhiều. Thật ra thì tôi hiểu cái cảm xúc của Hiền Thục, tại vì Hiền Thục là một người rất hay tâm sự với lại mẹ. Bất cứ chuyện gì lớn nhỏ thì cũng đều kể cho mẹ nghe, cho nên có lẽ là khi nhìn những hình ảnh đó thì Thục phần nào cũng đã hiểu được cái tâm tư hạnh phúc nhất là khi mà chúng ta còn mẹ, đúng không? Không còn mẹ rồi thì có giàu sang cỡ nào, có thành đạt cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng có ai để mà kể cho nghe cả. Chúng tôi hy vọng là đây cũng là một cái ca khúc mà quý vị khán giả yêu mến. Lần nữa xin được cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Em cảm ơn anh chị ạ. Trời thương nhớ một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ, cả một đời lầm lỡ để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay
trong cơn mưa vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mưa bỗng tan, nhìn lại xung quanh chỉ toàn nước mơ. Cần một người bên em lúc này, cần một người đón những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu ơi, để lại một đời vấn vương, cả một trời nhớ. Cảm ơn hai bạn với tiết mục Cả Một Trời Thương Nhớ, một sáng tác của Nguyễn Minh Cường. Cảm ơn vũ đoàn Sắc Màu. Xin mời nữ ca sĩ Hiền Thục. Đây là một tiết mục rất là đẹp, về cả phần hình ảnh đẹp dữ lắm, và cả vũ đoàn nữa, khi mà hỗ trợ các bạn á, họ tạo thành một khung cảnh rất là vừa thân tiên lại vừa ma mị, lại vừa gây thương nhớ nhiều lắm. Có một chút xíu này thôi, khúc cuối đó, khúc mà lên đoạn cao trào, đoạn cao của bạn nữ thì có vẻ nó hơi to, nó hơi chát một chút xíu thôi. Nếu mà được mình tiết chế chút xíu nữa là nó sẽ hoàn hảo ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tất cả mọi thứ như chị Thục nói đẹp. Tụi em ca bài này tương đối gọi là tròn trịa, nhưng mà đối với chị thì cái độ da diết nó chưa đủ đã thôi. Chứ không phải tụi em làm hỏng tốt mà nó chưa tới lắm luôn. Ở Uyên á, em đặt để vào trong đó có và em nhẹ nhàng, một cái nhẹ nhàng của một cô gái, nó rất là hợp với bộ đồ của em luôn. Danh á, lần trước là có khen Danh là tốt rất nhiều, nhưng ở cái bài này không biết là chứ có thoải mái lắm hay sao á. Chị không biết sao mà chị cảm thấy em không được thoải mái như cái bài trước. Ngay cả cái dáng ngồi của em lúc đầu cũng vậy nữa, nó cứ sườn sườn sao á. Với lại cái đoạn cuối á, khi mà em ao hoặc là em kết những cái câu á, em rung ngân á, khá là hột nhiều.
không phải là em làm sai, nhưng mà trong một cái bài tình cảm, cái kết của em á, nó cũng có cái độ ngân, nhưng mà em có thể nhẹ một tí xíu. Nó tùy theo cái bài em hát opera khác. Còn những cái bài tình cảm như vậy á, cái đuôi mình á, nó rung ngân, nó nên nhẹ và nó mướt tí xíu, nó sẽ thấy dịu, tại vì cái bài nó tình cảm mà. Nói chung là bài này ổn, nhưng nó chưa đủ đã đó với chị. Ok, cảm ơn hai đứa rất nhiều. Em cảm ơn chị Ly. Thành Danh với Thảo Uyên, trong tiết mục này thì không gian mà chương trình mang đến hai em là giống như một cái vũ trụ thương nhớ, giống như trong một cái cơn mơ mộng của tình yêu đó. Đó cho nên là mới tạo hình cho các em và chọn cái sắc trắng. Thì thật ra là yêu cầu là cả hai bạn là sẽ đi chân không, thì nó sẽ feel hơn khi mình đi trên những cái dải lụa. Nhưng mà không biết chắc để mang giày để cho đẹp hơn trên sân khấu hay sao thì anh không biết. Nhưng mà nó có một cái chi tiết là mình ngồi trên những tấm lụa, và sau đó hai em sẽ đi tưởng tượng giống như những cái dòng sông ngân hà. Lúc đó cao thấp nó không quan trọng, quan trọng là chỉ có hai em và một cái tinh cầu đó thôi, này nó giá trị hơn. Đôi khi có những cái chủ ý như vậy mình phải hiểu, chứ không phải là khi nào mình cũng phải mang giày thật là cao, thật là chỉnh chu. Còn trong bài này thì anh thấy Thảo Uyên đã không còn dữ dội và lấn át cái chàng trai Thành Danh như là trước đó nữa. Có những cái bỏ nhỏ và giọng hát của em trông nó thổn thức lắm. Đó thì anh cũng thích cái phần của Thảo Uyên vừa rồi. Thành Danh thì cần một cái hình ảnh lãng mạn. Lãng mạn không chỉ là tạo hình là em đã có rồi. Nhưng mà ví dụ như một cái dáng ngồi, một cái suy tư, mình tưởng tượng đó là bạn gái của mình hay là một cái người tình của mình á, thì lúc đó mình sẽ làm chân thành. Nó sẽ cho mình những cái điệu bộ rất là tự nhiên. Chúc mừng hai em với tiết mục vừa rồi. Em cảm ơn anh Nam. Theo anh, hai bạn hát hôm nay tốt hơn những buổi tập trước và tốt hơn cả cái ngày phúc khảo ngày hôm qua. Cái cô này cổ cũng ém dữ lắm rồi đó. Câu cuối cùng phải cho người ta đẩy lên cái chứ. Không bây giờ cái tánh của người ta là bắn trên trời, mà giờ bắt người ta hạ giữa giữa người ta cũng hạ chút xíu thôi chứ. Nó hơi bị giật mình thôi em. Không, nhưng mà thực sự trong tình yêu á, đôi khi phụ nữ hay làm nam giới giật mình vậy lắm. Làm nam giới giật mình vậy lắm. Giật mình mà hết hồn nữa. Phải không em? Cho nên là bình thường. Ok ok, hợp lý. Nói chung là bài này hát ok mà. Phải không Khang? Ok ok ok, dạ vâng. Lôi Khang trở lại. Cảm ơn anh Vy. Vâng. Cảm ơn tụi em rất là nhiều và chúc mừng tụi em đã có được một cái sự hòa quyện rất là ăn ý với nhau ha. Rồi, một lần nữa xin chúc mừng Thành Danh và Thảo Uyên. Biết con muốn nói gì rồi. Nhưng mà... Đừng nói nữa. Mẹ không thương con sao mẹ? Mẹ thương con, nên mẹ không muốn con nhắc đến người đấy nữa. Người đấy là bố của con mà. Không, đó không phải là bố con. Đó chỉ là người đã rời xa mẹ con ta 30 năm trước mà thôi. Mẹ, lúc đấy là do... Con đừng nói nữa. Bố đã ra ngoài này xin lỗi mẹ 3 lần rồi. Quỳnh, đến bây giờ thì trái tim mẹ đã hóa đá mất rồi. Câu đó đưa thầm hỏi tôi ghé về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đó. Ngô mướt dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát. Đàn trâu chậm ngoài đê, vẫn đi về lối cũ.
bố, bố không sao. Mình Quỳnh, rằng con lại đưa người lạ vào nhà. Mình tôi biết là lỗi do tôi tất cả. Nếu như ngày đó tôi không bỏ mình và con bơ vơ ở lại nơi này, giá như mà thời gian có quay trở lại, tôi sẽ chọn mình với con. Nhưng sự thật vẫn là hiện tại. Vì vậy hôm nay tôi ra đây, mong mình tha lỗi cho tôi. Nếu được mình tha lỗi cho tôi thì tôi có thể an lòng sống với quãng đời ngắn ngủi còn lại. Không, bố, mẹ, con biết mẹ giận bố nhiều lắm, nhưng mẹ biết không, từ lâu con khao khát một tình yêu thương của gia đình. Từ nhỏ cứ mỗi khi ra khỏi nhà, bạn bè lại bảo con là đứa không cha. Rồi mỗi khi con bật lên tiếng bố thì mẹ lại cầm con. Mẹ nói đi, mẹ định cầm con đến bao giờ? Mẹ nói đi, mẹ định cầm con đến bao giờ nữa? Mẹ nói đi, mẹ nói đi, mẹ nói đi. Lỗi do tôi tất cả mà. Chút hoa tàn em gửi vào trong gió, em gửi lòng em theo năm tháng đã mơ. Rơi người đi cùng hòa thành bể hồ, đau thương này chiếm tròn trái tim. Con gái à, nếu sau này bố không ra Tân Kỳ nữa, con thay thế bố chăm sóc cho mẹ nghe con. Nghe. Bố, bố. Người về nẻo đầu bên nắng, chờ hôn tôi bên quê nẻo đầu bên người. Tôi xin lỗi mình. Xin chúc mừng Như Quỳnh và Phương Thủy. Xin được cảm ơn diễn viên Tiết Duy Hòa. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã đến với chương trình. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Đúng là hôm nay Nam cũng rất là bất ngờ trước Như Quỳnh với Phương Thủy. Cái bài hát này
đưa vào một cái câu chuyện, nó có thêm những cái chất xúc tác về mặt cảm xúc. Đặc biệt anh thích những cái câu ngâm chút hoa tàn em gửi vào trong gió đó. Đó, Phương Thủy ngâm, anh Nam rất là tâm đắc. Phương Thủy với Như Quỳnh luôn luôn chỉnh chu trong những phần hát. Từ là hai cô bạn đồng trang lứa với nhau, bây giờ là phải tách ra để làm một người phải già hơn rất nhiều năm tháng, để một cô bé thì phải trẻ hơn rất nhiều. Nhưng mà anh hình dung và anh tin là hai em đúng là mẹ con thật. Cái tình cảm, cái lời thoại của tụi em thuyết phục anh tin điều đó. Và anh chúc mừng cho tiết mục này. Thì á, tụi em có cái lợi thế là tụi em rất là đồng điệu với nhau. Hát dường như hoàn toàn là nó không có lỗi gì luôn. Cái hay của một cái cặp đôi hỗ trợ nhau để mà diễn á, là một người chịu ít cái vai trò của mình một chút xíu để đẩy cái bạn diễn của mình lên. Bạn Quỳnh bữa nay hát ít lắm, mà chỉ để cho người mẹ là thể hiện những cái ray rứt, những cái đau khổ vậy thôi. Dạo này tôi phát hiện nha, mấy cái cặp đầu dòng của tôi với bác Nam nó giống nhau lắm nha bác Nam. Dạo này nó tâm linh tương thông đó, nên có nghĩa là nhau. Nói về phần hát thì Nam cũng, tất cả một khán giả đây đều biết là cái khả năng của hai bạn này thế nào rồi, sự đồng điệu tất cả mọi thứ. Nhưng mà hôm nay thì tụi em mạo hiểm là chơi cái phần diễn xuất rất nhiều, mà còn hóa trang là già nữa. Chị đặc biệt chú trọng vào Thủy. Cái mà để lại sâu đậm trong chị đó là bốn cái câu ngâm của em, đúng là nó rất là ấn tượng Nam. Nó nói chất, bốn cái câu nó rất đắt giá, nó chất chứa những cái gì mà của người phụ nữ này trong suốt 30 năm. Thì chị ưng ý nhất là cái câu thứ hai của em, không phải là cái cách ngâm của em mà chị hơi bất ngờ cái cách biểu đạt của em. Tự nhiên lúc đó không biết là bình thường giống như cái cảm xúc của em á, tự nhiên em nhắm mắt lại, gửi lòng em tới năm tháng đợi chờ. Chị cảm nhận được cái chiều sâu của cái nội tâm của em nó đi tới cỡ nào luôn. Cho nên chỗ như nó, ủa sao hôm nay diễn chỗ này hay, có ai chỉ, hay là nhiều cái cảm xúc của em. Chỉ là một cái nhắm mắt thôi mà chị cảm nhận được rất là sâu luôn. Còn đối với Quỳnh thì vai đó nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ dễ dàng hơn. Chị khen ở đây hai đứa thêm một cái nữa là trong một cuộc thi tụi em chấp nhận và chịu biến hóa rất nhiều các thể loại luôn, để hóa thân của mình vào, để cho người ta thấy được mình có cái sự đa dạng, nhiều góc cạnh. Cảm ơn tiết mục của hai đứa đã mang đến đây. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị ạ. Bốn câu thơ này là của Quỳnh viết đúng không? Của Quỳnh, dạ, viết để cho Thủy hát. Qua wow, vậy đó hả? Hoa tàn hả? Ừ. Dữ dằn à chị ơi, cái kia mới là sâu sắc kìa, kia kia. Rồi, tới giờ phút này trong đêm chung kết, duy nhất chỉ có hai bạn là hai người ở xa nhất. Anh biết là tụi em được sự yêu thương của tất cả các đội với nhau, của các cặp thí sinh với nhau. Qua đây thì em cũng xin gửi một lời cảm ơn chân thành tới trước tiên là giám đốc âm nhạc Minh Vi đã dàn dựng cho tụi em một cái bài rất là hay, và cả ekip làm việc rất là vất vả để tụi em có thể tỏa sáng trên sân khấu ngày hôm nay. Và rất là may mắn cho tụi em đó là được gặp những người bạn, những thí sinh thi cùng, mọi người rất là yêu thương và rất là đoàn kết với nhau. Và đó là một cái điều đáng quý sau cuộc thi mà tụi em. Người Nhật không có đi nhẹ nhanh lắm đâu em, từ từ thôi. Thưa quý vị, và tiếp theo đây chúng tôi mời quý vị sẽ bùng nổ với một phần thể hiện rất là năng động, rất là năng lượng trên sân khấu. Ca khúc Don't Leave Me Alone, một sáng tác của Yến Lê với phần thể hiện của cặp đôi Đình Long và Minh Hồ. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cổ vũ ạ. Tên nỗi buồn đã qua, ôm lòng đầy vơi thương nhớ đôi tay này biết bao ngày. Thì rồi khi những ân tình ấy tựa như mây mà người đành nỡ quên đi vậy, và những vui buồn ấy vì nơi đây tìm đâu thấy. Đã tin em sẽ cùng tôi chung lối, thế lại bỏ rơi tôi với tôi vì nỗi nhớ còn dài như ký ức mệt nhoài đôi vai. Nỗi đau trong anh làm sao em biết, xa như ta nghĩ về nhau một chút thôi để không bật khóc thành lời, để thấy anh không còn xa vời. I don't leave me alone. Don't leave me alone, baby.
đâu khi những ân tình ấy đưa như mây mà người đành nỡ quên đi vậy. Và những vui buồn ấy về nơi đây tìm đâu thấy. Đã tin em sẽ cùng tôi chung lối, thế nhưng em lại bỏ rơi tôi với tôi vì nỗi nhớ còn dài. Từng ký ức bên nhau đôi vai, nỗi đau trong em là sao anh biết. Giá như ta nhìn thấy nhau một chút thôi, để không mặt không thay lời, để thấy em không xa vời. But don't leave me alone, oh, 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 oh. Alone. Rơi em và tình yêu này thêm. Xin chúc mừng Đình Long và Minh Hồ với ca khúc Don't Leave Me Alone, có nghĩa là đừng bỏ tôi một mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vị giám khảo mà có một bộ vest, một đồ giống là hợp với tụi em lắm. Có lẽ là trong nhóm tam ca của tụi em. Xin được mời thành viên thứ ba, đạo diễn Hoàng Nhật Nam anh á. Dạ, anh nhìn cái áo này nó cùng tông với anh mà. Xin chào Hắc Bạch công tử. Wow. Đình Long với lại Minh Hồ, hai em hôm nay mặc đồ rất là đẹp, phối và hai cái mảng đối lập sáng tối. Tuy nhiên thì anh Nam nghĩ là đoạn đầu bắt đầu là mình đã rất là đứng trong luồng ánh sáng, visual và mọi thứ, đồ da và mọi thứ. Anh Nam đang mong đợi là hai em sẽ dần dẫn dắt người ta lên những cái chặng tiếp theo và leo lên trên những cái đỉnh núi để mà bùng cháy, ăn mừng trên đó với những cái cảm xúc. Cho đến đoạn cuối luôn rồi thì vẫn chưa. Rồi đặc biệt là cái đoạn đọc rap á, thì cũng còn bối rối quá. Đoạn đọc rap đó giá như mà máu lửa và giá như nó trơn tru hơn và nó đã hơn nữa. Wow hơn. Nhưng mà cũng chưa đạt được cái điều đó. Tuy nhiên là anh Nam thấy hai em tiến bộ từng ngày, tiến bộ hơn rất nhiều ngày hôm nay. Diễn thoải mái, nhảy feel the beat theo nhạc, tương tác với giám khảo rồi khán giả. Cái điều đó là mình có cái sự giải phóng về hình thể. Cái đó là một điểm đáng khen của hai em. Chúc em sẽ thành công. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Nhật Nam. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Đây là một cái tiết mục out đó, cho nên là tâm lý của tụi em là muốn khuấy động sôi nổi cho cái khán phòng này nó vui vẻ hơn. Do đó là cái mức năng lượng đưa ra nó nhiều hơn, làm cho tụi em bị hát chạy nhịp. Chưa kể là khi mà mình quá phấn khích nhưng mà cái luồng hơi của mình chưa vững để mà mình tiết chế nó, đâm ra là những cái nốt nó phát ra không chính xác, hơi chênh hơi phô một chút xíu. Nhưng mà nhìn chung á, khi mà tụi em biểu diễn, người ta thấy được một cái sự sôi động, một cái sự hòa quyện của tất cả mọi người ở trong cái khán phòng này. Đó là cái điều mà tụi em làm đạt nhất. Cảm ơn tụi em. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Cẩm Ly. Và xin mời nhạc sĩ Minh Vi. Bà giám khảo kia nói đủ rồi, nhưng mà ý anh ở đây là trong cái bản này á, bốn màu sắc âm nhạc khác nhau và cái cách dựng cũng khác nhau. Tụi em có cái cá tính của em, còn khuyết điểm thì bên này nói ra anh không nói nữa. Đã làm một cái bản kết đẹp, một bản kết đẹp. Nghĩ là cái tập này màu sắc sẽ làm cho hài lòng khán giả và hài lòng cho bốn vị giám khảo ở đây. Xin chúc mừng tiết mục của hai bạn. Cảm ơn chia sẻ của nhạc. Tình yêu tan vỡ, nào ai có hay?
để giờ đây con tim còn đau những đắng cay. Tình yêu tan vỡ chẳng ai nói xa, để giờ đây tan theo từng con sóng trôi xa. Tình yêu ta vỡ nát, vỡ nát như lâu đài khác. Vỡ nát, vỡ nát, vỡ nát, vỡ nát như lâu đài khác. Tan theo từng con sóng trôi xa. Mơ giờ xa thôi thì xem như giờ đây đã muôn mà. Những ký ức chôn vùi vào hố sâu, mất đi cho vơi bao nỗi sầu. Ngày nào cứ ngỡ mình luôn có nhau, sao giờ phai nhạt mau những tiếng yêu uống màu. Yêu ta đã cùng nhau đã sai, sao giờ đây đổi thay chợt buông lời cánh tay. Tình yêu tan vỡ nào ai có hay, để giờ đây con tim quặn đau những đắng cay. Tình yêu tan vỡ chẳng ai nói ra, để giờ đây trôi xa. Tình yêu ta vỡ nát, vỡ nát như lâu đài cát. Vỡ nát, vỡ nát, vỡ nát, vỡ nát như lâu đài cát. Tan theo từng con sóng trôi xa. Tình yêu chúng ta xem như một giấc mộng qua, giờ đây đã quá xa. Tình yêu tan vỡ nào ai có hay, để giờ đây con tim quặn đau những đắng cay. Tình yêu tan vỡ chẳng ai nói ra, để giờ quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Lâu Đài Cát với phần thể hiện của Hắc Bạch Công Tử trên sân khấu này. Giới thiệu đôi nét về mình đi.
Dạ, lần đầu tiên cho phép con xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Cho phép con xin được kính chào ban giám khảo. Con là Nguyễn Công Quốc, năm nay con 20 tuổi. Hiện tại con đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Bạn tiếp theo, mời bạn giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, con xin chào ban giám khảo. Chào tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay và cũng như là trên đài truyền hình. Con tên là Đỗ Hải. Con đến từ Đà Nẵng và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Chúng tôi xin mời ca sĩ Hiền Thục. Cái đoạn đầu mà tụi em vào cả hai bạn luôn nhá, nó cần sự phóng khoáng, tự do và nó phải nhiều cảm xúc hơn. Chị đang thấy là tụi em chỉ tập trung vào phần bè bối và phần đẩy lên cao trào của phần điệp khúc mà quên đi cái phần đầu tiên của mỗi người phải thể hiện. Đừng có bao giờ quên là khi chúng ta hòa hợp nhưng mà chúng ta vẫn giữ được cái bản sắc. Em phải đặt em vào cái bài hát này thì em mới hát hay được nhá. Cảm ơn ca sĩ Hiền Thục. Đúng là Công Quốc có một cái chất giọng gọi là mềm xốp rồi bay bổng, rất là nhẹ nhàng. Đoạn đầu thì em khá là căng thẳng, nhưng mà đoạn sau thì lúc đó thì anh Nam thấy em bắt đầu định hình và ổn hơn, bắt đầu vào hòa giọng với bạn. Anh Nam thấy rõ nét em hơn và thấy thích giọng hát em hơn. Và đặc biệt là những cái đoạn phiêu của từng bạn để tạo những cái màu sắc thú vị cho những cái đoạn cao trào về sau, thì anh rất thích cách của em phiêu. Nó bay bổng thì đó là cái phần của Công Quốc. Còn về phần của Đỗ Hải thì lúc mà Đỗ Hải ra thì anh thấy ấn tượng hơn, bởi vì là những cái đoạn luyến lấy hay là những cái gằn của em nó cũng thể hiện một cái uy lực hơn trong giọng hát. Tuy nhiên là dường như là cái giọng của em khỏe quá và dường như em cũng chưa nắm bắt được cái giọng hát của mình, control nó, cho nên những đoạn mà đoạn feel á thì đáng ra là em feel em sẽ rất uy lực và em sẽ lấn át bạn luôn, thì em lại bị hơi bị over quá, cho nên Nam có cảm giác là nó hơi bị chói ở những cái phần feel. Nhưng mà anh thấy rằng em có cái nội lực, cái lửa rất là mạnh. Bài hát này là một bài hát hay. Đó, tuy nhiên là hai chàng trai có lẽ là chưa tìm được cái chìa khóa để có thể mở được cái lâu đài cát này. Đoạn về sau thì nghe nó hút hồn hơn và nó lấy lại được những gì trước đó. Đó là cảm nhận của anh. Chúc mừng hai em. Cảm ơn anh. Hai đứa có giọng chứ không phải có, nhưng nó có vẻ hơi bản năng. Với lại mình bị đắm chìm vào cái phô diễn. Mình nghĩ là mình sẽ đẩy hết tất cả mọi thứ, mình feel. Năm nào giống như anh Nam nói cái câu tụi em không control được, thì tụi em đi hát ở ngoài chỉ cần bài thứ hai chỉ có cảm giác tụi em sẽ không hát được, đứt cổ họng, làm cho người đối diện cảm thấy là giống như tụi em bị rướng. Đoạn bè phổi tất cả mọi thứ ở quãng cao thì ok, nhưng cái quãng thấp nếu mà nó bị mờ thì mình phải có cách, mình hát mình phải tìm cách, mình nhấn nhá. Cái đó là những cái mấy đứa mắc phải, chưa tìm được một cái bài để phô diễn giọng hát của mình, hơi đáng tiếc để cái điều đó. Chính là tìm bài chưa phù hợp. Và cái điểm sai nữa là cái bài này không phải không hay, nhưng nó cái quãng nó quá rộng. Nên thành ra nếu như là tuyệt đỉnh đơn ca, mọi đứa hay luôn. Mình có thể còn tự phiêu. Tuyệt đỉnh song ca, hiểu không? Mình chọn. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Chị xin lỗi là chị không chọn nha. Tiếp theo xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh Nam sẽ không chọn. Hai sự lựa chọn không chọn hơi bất lợi rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quyết định của chị Cẩm Ly. Mời chị Ly. Chị cũng tiếc. Chị sẽ cho tụi em một tim an ủi, nhưng mà chị cũng không biết anh Minh như thế nào. Xin chúc mừng các bạn đã có một tim từ ca sĩ Cẩm Ly. Và bây giờ cái khó nhất lại thuộc về anh Minh Vi. Nên chú xin lỗi, chú không chọn được rồi. Rất tiếc là chúng ta sẽ phải chia tay Công Quốc và Đỗ Hải ở đây và sẽ gặp các bạn ấy một hành trình khác. Xin cảm ơn các bạn đã đến với Tuyệt Đỉnh Song Ca nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sáng sông mà lỡ chuyến đò, yêu đương một gánh bây giờ gầy đôi. Từ ngày tình nghĩa chia phôi,
bao tình bây giờ chê chắc nèo đi đường về. Tôi lầm tin lời người ta, tôi lầm tôi khổ vì yêu để giờ đây nức nở thế này. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi, đâu còn chi nữa mà mong mà chờ. Cũng đàn lỡ nhịp đường tơ, cũng sầu chết cả hồn thơ, để lòng tôi xa lạnh như vừa rồi là ca khúc Người Mang Tâm Sự, một sáng tác của Như Phi với phần thể hiện của cặp đôi nam trên sân khấu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai anh nhé. Xin mời anh giới thiệu về mình. Em tên là Lê Thanh Phong, em đến từ Đồng Tháp. Nghề nghiệp của em là cho thuê karaoke âm thanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với người tiếp theo. Xin mời anh. Dạ, em tên là Phước Tài, cũng đến từ quê hương đất Sen Hồng Đồng Tháp. Và công việc của em hiện tại là em đang làm công nhân.
Anh làm công nhân mảng nào? Dạ, công nhân của một công ty gỗ ở ở Đồng Nai ạ. Anh có biết anh này không? Có hay đi thuê karaoke dạ, của anh này không? Dạ, nói chung thì anh em cũng có cơ duyên biết nhau cũng một vài lần. Một vài lần? Dạ, nên thấy hai anh em cũng có cùng đam mê. Nên em anh... rủ Phong đăng ký cuộc thi. Anh rủ anh Phong đi thi? Dạ. Từ mới thuộc với anh Minh Vy có thấy hai ông này không? Là ổng diễn, diễn rất là say mê. Rồi có cái đoạn giang tấu là hai ông nắm tay nhau đi vòng tròn quyến luyến. Nhất là tài đó, quyến luyến dữ lắm. Quyến luyến nắm tay không rời, xong sau đó kết lại cũng chưa chịu nữa, tựa đầu vào vai nhau. Tựa vào vai anh. Đúng rồi, hai cái mái đầu tựa vào. Xong sau đó thấy dưới này thấy giám khảo cười quá, hai ông mới đứng dậy. Tức là tách ra đúng không? Cho em hỏi là cái phần biên đạo đó là ai, là người biên là đạo? Là Tài phải không Tài? Cái biên đạo nắm tay đó là... Dạ dạ em ạ. Ờ, thấy chưa? Hôm qua em nói là khỏi nắm tay rồi, tự động anh đưa tay rồi, sẵn đó em đưa em dịnh luôn. Đó, thấy chưa? À, thấy anh em mình đồng hương nhau, thương em quá. Bao nhiêu Khảo làm thí sinh xào xáo. Không, anh hiểu là cái tâm trạng của cả hai bạn luôn. Là hai bạn lên hát, từ cái phong thái và từ cái tinh thần á, là hát rất là say sưa. Kiểu giống như là được hay không được thì mình cứ phải hát cho đã. Vì sướng quá, âm thanh ánh sáng rồi nhạc hay quá, Minh Vy phối đã quá, cho nên là hát là sướng thôi. Và hai anh em cũng có cái gọi là cái sự thân thiết á, tình thương mến thương với nhau trong cuộc thi này. Cho nên là đến lúc đó mình không còn gọi là bận tâm những cái điều khác về mặt ý nghĩa sân khấu nữa. Cho nên là mình phải biết tiết chế những cái phần đó. Nhưng mà khi mà anh Nam biết là cái hoàn cảnh xuất thân của từng bạn thì càng thấy quý hơn. Nói vui chứ không phải rằng là có ý chê các bạn đâu. Vậy là thích đúng không anh? Thích, thích không? Mà cái phần này rất là thú vị. Và cho hỏi luôn là Phước Tài là hôm vừa rồi là cũng định xin rút đó, và với một cái lý do thì Tài cũng chia sẻ cho khán giả được biết. Dạ, lúc đầu thì nhiều khi điều kiện đi lại của em cũng hơi khó khăn đó anh, tại vì nhiều khi gia đình thì chỉ có một chiếc xe thôi, khi vợ thì cũng cùng công ty với em, nên khi mà đi làm thì hai đứa đi chung một chiếc. Bây giờ nếu mà em đi thì vợ em phải đi có gia người ta. Nên bây giờ thì em đi lên đây. Thật sự là Thanh Phong rước em. Rước em đi. Dễ thương ghê, dễ thương. Lúc này mới là đến với nhau nè. Dạ, đó đúng rồi. Dễ thương quá. Ừ, dễ thương. Em rất quý cái tình đồng hương cũng như là tình đồng đội trong cái cuộc thi mà Thanh Phong đã dành cho em. Một lần nữa em cảm ơn người đồng đội của em, Thanh Phong. Xin đính chính lại là cái phần diễn xuất của hai bạn. Tôi mới nói thêm và tôi bắt buộc Tài, khi em hát cái câu mà sao giang tấu nha, người ta đã phụ tôi rồi bạn ơi, là tới dỗ dài. Tới dỗ dài bạn kia là giống à, tôi cũng vậy. Và hai người làm một cái cùng gánh ngộ và chia sẻ với tình cảm với nhau. Và tôi nói đủ rồi. Rồi anh có nói thêm, có diễn gì thì diễn, nhưng mà vẫn là hai người đàn ông. Mà coi như tới quá, thành ra người ta lại hiểu lầm. Tài chỉ bị cái đoạn đầu ngâm thơ vừa rồi, lúc mà khi em thi á, không hay bằng khi mà em đang tập với anh. Khi vào nhạc rồi tụi em làm, anh dám đảm bảo là cái ngọt, cái bén của tụi em giống như một dòng suối mà nó lên xuống nè, mà nó phẳng lì là trơn tru luôn, không có dính một cục đá nào hết. Đó là cái giọng hát của hai đứa em, truyền được cái sắc thái, cái hồn của cái bolero tới thẳng vào tim của khán giả luôn. Chắc chắn là mình chọn tụi em. Dạ, em cảm ơn anh Vy ạ. Cảm ơn anh. Có lẽ là sau khi qua cái chia sẻ của Tài đó, đam mê ca hát thì chỉ mong như vậy nè. Về những cái đoạn thấp á, những cái chữ thấp á, chắc là do giọng của em nó là giọng cao, cho nên em hát thấp thì nó hơi hạn chế. Thì nếu mà về mà có dịp tập và có thời gian tập, mình tập thêm những cái nốt thấp nữa thôi là hoàn hảo. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, còn Phong thì chị thấy là đã thổi cái hồn mà của bolero đến thẳng vào tim của khán giả như là anh Minh Vy nói rồi. Dạ, cảm ơn chị. Xin cảm ơn ca sĩ Hiền Thục. Xin mời chị Cẩm Ly. Mọi người nãy giờ khen quá là nhiều, giờ không biết nói gì nữa. Thực ra thì hả? Tôi góp ý vô để cho hai bạn hát tốt hơn nữa đi. Tức là tôi làm phù thủy đi, để Nam làm hoa hậu nhân ái phải không? Ý vậy phải không? Đúng rồi. Ý vô đúng rồi. Ở đây bây giờ Ly nói là giọng của Tài với Phong là mình đã có cái chất bolero, cái âm của mình rất là vang, rất là sáng, rất là bắt mít nghe, rất là đã. Nhưng mà ở Phong á,
Phong có cái tình trong đó, trong cái giọng rồi. Mình tình hơn thì nó trong cái bolero nó sẽ tốt hơn thôi. Còn đối với Tài á, có giọng, có niềm đam mê, nhưng mà Ly rất là muốn á, Tài sẽ đặt để tình cảm của mình một chút nữa vào cái giọng hát của mình, là lúc đó sẽ ngon lành luôn. Và cái mà động lại ở Ly một lần nữa ở hai bạn đó là qua cuộc thi, tự nhiên chúng ta có một cái tình bạn mới, một cái tình anh em mới. Và chúc cho Tài với Phong mỗi ngày sẽ hoàn thiện mình hơn để có thể đi sâu vào vòng trong. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quyết định bình chọn của ban giám khảo. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với đạo diễn Hoàng Nhật Nam, mời anh. Hai bạn giống như là hai anh em, giống như hai bàn tay, phải gọi là nắm thật là chặt để mà tạo nên cái sự bùng nổ sắp tới ha. Xin chúc mừng, đã có một team từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Cái team này sẽ truyền thêm năng lượng cũng như là cái tình yêu âm nhạc đến cho hai bạn. Hai team từ ca sĩ Cẩm Ly. Và xin mời nhạc sĩ Minh Vy. Thì bây giờ đã có bình chọn rồi, anh cũng sẽ bình chọn cho em. Em về rửa nè. Ba team. Vậy cùng đến với ca sĩ Huyền Thục, chọn hay không chọn? Nửa team. Nó không có chế độ cho đó. Tài vô, nó không có chế độ nè. Ủa vậy ha. Thưa quý vị, bốn team. Lần nữa xin được chúc mừng hai anh em. Cảm ơn hai anh em. Vì sao lại biết cô đơn hay sao?
ơn Xuân Nhi và Ngọc Anh. Cảm ơn Vũ đoàn Sắc Màu. Quý vị vừa đến với cuộc chiến phòng khách với phần thể hiện của Xuân Nhi và Ngọc Anh. Mệt không em? Dạ, hơi mệt anh. Hơi mệt đúng không? Vâng. Cuộc chiến này do tụi em tự tạo ra đó mà. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Wow, anh chưa bao giờ nhìn thấy một cái phòng khách mà lại bị rối ren, không một chút bình yên. Thường là phòng khách và chiếc sofa là chúng ta hay gợi đến một cái không gian bình yên đúng không ạ? Dạ. Nghỉ ngơi thư sau, thư giãn. Nhưng mà cái phòng khách với những chiếc sofa làm cho chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, thấy rối bời, tâm trí. Bởi vì sao? Vì hai nhan sắc đẹp đó quá. Là Xuân Nhi và Ngọc Anh rất là đẹp. Xin mời khán giả cho một tràng vỗ tay cho hai nhan sắc đi ạ. Cảm ơn. Xuân Nhi với Ngọc Anh hôm nay thực sự hóa thân thành hai nữ hoàng. Và mỗi nàng, mỗi nhan sắc, cái nhiệt độ khác nhau để mà có thể đốt nóng sân khấu. Đó, ban đầu thì từng nàng tâm tình và lúc mà những chàng trai vây quanh rồi mới thấy cái sức nóng của Xuân Nhi và Ngọc Anh trong tiết mục này rất là nhiều. Hai em đã kịp thời gọi là tiếp thu những cái góp ý để mà cái buổi diễn ngày hôm nay tốt hơn rất nhiều cái buổi tập ngày hôm qua. Và cũng thương cho hai em vì là cái bài dựng này á, các em di chuyển rất là nhiều, nhọc tâm nhọc sức mà phải leo lên xuống cái sofa để tạo nên những cái scene rất là đẹp mắt trên sân khấu. Anh cũng lo là hai em sẽ bị trông trên cái cột hơi rồi sẽ bị mệt trong cái bộ đầm giờ hội mà phải di chuyển như vậy. Nhưng mà anh nghĩ là hai em cũng đã khắc phục tốt trong cái khả năng của các em. Chúc mừng cho tiết mục này đã mang đến một sự bùng nổ cho đêm nay. Cảm ơn. Cảm ơn anh Nam. À, cho chị hỏi cái bắt đầu A2 là em nào? A2 là hơi chênh vênh nha. Đúng, chính xác. Có vẻ là vì do anh Nam có thể đã lý giải cho chị nghe rồi, là tụi em cần phải di chuyển xong rồi xoay chuyển nhiều quá. Bước lên đâm ghế ra rồi. Là cái sự trông chênh là có nha. Và người ta nhận ra ngay. Và có một điều nữa, cái khúc sau đó, khúc sau khúc bùng nổ thì nó hơi ồn. Do đó là nó gây có một chút xíu sự khó chịu ở đó. Chị nghĩ là do lúc đó tụi em đã giải thoát rồi, tự do đi lại trên sân khấu nên tụi em có thể hát một cách tự tin hơn. Nhưng mà cái đó nó cũng làm cho một vài cái ồn ào nó gây nhiễu loạn trên sân khấu chút đỉnh. Chỉ nhiều đó thôi à. Cảm ơn tụi em. Cảm ơn chị. Hai chất giọng của hai bạn đều rất là khỏe. Có những đoạn feel thì nên chăng là sẽ đưa mic xa hơn? Có không? Đưa xa rồi nhưng mà nội lực của các bạn nhiều quá. Cái vấn đề này là chị đã nói ở lần trước rồi. Có nghĩa là mình phải tự điều chỉnh mình, tự control mình thôi chứ không thể được. Tại vì có những cái đoạn nó cao á, cần cái lực mạnh. Nhiều khi tụi em bị cao quá, tụi em phải dùng sức nhiều á. Vô hình chung là nó sẽ bị từ cái cao mà mình hát nó qua cái thé nó rất là gần nhau. Thì đó là tụi em phải tự điều chỉnh thôi. Cho nên là tại sao chị Thục với lại anh Nam nói là lúc đoạn sau cảm thấy hơi rối ren, hơi ồn là như thế. Nhưng thật sự chị khen Nhi, chị nghe kỹ cái chỗ mà cái đoạn cao á, Nhi lên cái đó khá là tốt. Chữ khóe mi em lên thẳng và rất chắc luôn. Em chắc cái đó mà nó không cần dùng cái gọi là cái giọng hơi luôn á. Đối với Ngọc Anh á, em cẩn thận em về em xem lại. Khi mà em hát á, cái biểu cảm gương mặt của mình á, tạo cho cái người đối diện cứ cảm thấy là em bị ráng sức. Ngọc Anh vẫn bị cái vụ tiết tấu lúc đầu chị dặn hỏi vòng trước rồi là nó càng thấp thì em phải hát sao cho nó có cái ngắt như thế nào để cho rõ, đừng dàn trải. Dàn trải nó sẽ mờ lắm. Cái tiết tấu nó cũng quan trọng, giống như cái điểm nhấn chị nói, giống như là người Nhi á, em hát thế nào khóe mi á là em nhấn chữ khóe thì em cái lực của em đó nó lên chữ mi là nó thẳng luôn. Còn nếu mà em khóe mi mà em hát mà không ổn á là nó tụt cái hơi nó cao á. Vậy có cái điểm nhấn cái nốt này để mình bật cái nốt cao lên là nó rất là tốt, dông tố khóe mi ví dụ vậy. Còn em hát đều cái đó là nó rất dễ bị ướt mi. Cảm ơn tiết mục của hai đứa. Cảm ơn. Cảm ơn tụi em. Thay mặt chương trình, tôi gửi lời cảm ơn nhạc sĩ Tân Duy Tân và ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đồng ý cho chương trình sử dụng bài Cô Đơn Trên Sofa. Vì hiện tại bài này vẫn là độc quyền của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Rồi nói thêm hai chi tiết này không binh vực được. Cái chỗ mà Nhi hát bị lợn cợn chút xíu đoạn A2 á, không thể nào nói là đang dàn dựng hết. Vì cô đó đang yên vị trên cái ghế, và cái ghế là Vũ Công đang đẩy để xoay em đi thôi. Thì cái chỗ đó loạn choạn có. Nếu không lầm là cái bài này chúng tôi tập nhiều nhất. Anh Nam và tất cả những người trong ekip, họ muốn em có cái đồ là tại sao? Thì hôm nay trả lời cho em hết. Em không có đồ, chính Nhi là người thứ hai mém té cái đoạn mà đẩy cái ghế luôn. Ở đây tụi anh thấy hết. Cái bạn kia không có kiến thì có thể thấy ít chứ anh thấy hết. Đúng không? Nên anh Nam nhất quyết là phải đòi có đồ để tụi em bận, để tụi em... Vì đôi khi cái phần dàn dựng sẽ giúp tụi em. Xin nói thêm là chúng ta sẽ không có phần đưa ra sự lựa chọn hay là team của ban giám khảo. Chúng tôi sẽ thông qua phần biểu diễn của các tiết mục, ban giám khảo sẽ họp và đưa ra quyết định cuối cùng những gương mặt nào sẽ đi tiếp. Cảm ơn tụi em. Cảm ơn anh.
Thưa quý vị, thời học sinh trôi qua thì chắc chắn để lại trong ký ức, trong tiềm thức tuổi học trò của chúng ta rất nhiều những kỷ niệm. Có những kỷ niệm vui nhưng cũng có những mối tình vụn dại của tuổi học trò, nơi mà những rung động đầu đời không thể nào thành hiện thực được. Và trên tất cả, nó sẽ là một phần ký ức không thể nào quên trong hành trình của mỗi người. Mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, ca khúc Kỷ niệm nào buồn, với phần thể hiện ngay sau đây của cặp đôi Hoàng Thắng và Minh Trâm. Chia tay dầu dầu tiếng thương riêng mình biến hoặc tìm trong mắt nhau. Rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh, đất trời vui chuyện tình tôi mang tâm tư như tình anh ước vọng sao. Cho nhau tương lai màu nhạt phai, lữ hành trên đường dài, cánh chim bay miệt mài, mắt mi vương u hoài, biết thì cho lãng mạn, cuộc đời ai giống. Duyên kiếm đổ về nơi bên xưa, những ưu lạc chứng nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa. Sáng cho cạn lời nhớ thương lâu dần vời, dòng trong tim chuyến cũ gửi vào mây gió trôi. Duyên kiếm đổ về nơi bên xưa, những ưu lạc
trong gió mưa. Sao cho cạn lời nhớ thương lâu dần vời, dấu trong tim chuyện cũ gửi vào mảnh gió trôi. Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi, những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời nhớ thương lâu dần vời, dấu trong tim chuyện cũ gửi vào mây gió trôi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Kỷ niệm nào buồn với phần thể hiện của Hoàng Thắng và Minh Trâm. Vài năm xa trường rồi thì nhìn lại các bạn, tôi vẫn rất là xốn xa, bao nhiêu kỷ niệm. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với hội phụ huynh học sinh và những thầy cô giáo đã vừa lắng nghe và thưởng thức tiết mục này. Xin mời cô giáo Ly ạ. Đây là một cái bài hát rất là hay, chị rất thích ca khúc này và chị đã từng thể hiện với anh Quang Linh rồi. Ở đây hôm nay á, Thắng với lại Trâm á, chỉ là đơn thuần hai đứa hát một cái tình cảm học trò với nhau, nó rất dễ thương, nó rất là nhẹ nhàng. Thắng á, em đã khắc phục được cái nhược điểm mà những vòng đầu chị nói em là gì nhớ không? Dạ làng hơi ạ, em không có điều. Thì hôm nay rõ ràng là Thắng khắc phục hoàn toàn về vấn đề đó. Cái đó chị cũng cảm thấy rất là vui. Nó sẽ đều làng hơi em và nghe rõ em hát cái gì và nó rất tròn đầy. Cái điểm này thì chị có một lời khen, một điểm cộng cho Thắng. Còn nói về Trâm thì lúc nào đa số là em đều làm tròn cái phần của em hết. Nhưng mà nếu như tụi em được đi tiếp vào vòng trong, chị nói nếu như, chị mong thấy cái gì đó nó đột phá một tí xíu. Tiến bộ thì đã có tiến bộ, nhưng mà mình phải có một cái gì đột phá để người ta cảm thấy là mình có nhiều điều hấp dẫn hơn và xứng đáng với cái chiếc vé để mình đi vào chung kết. Một lần nữa thì cũng cảm ơn hai đứa đã đem đến một cái bài hát gợi nhớ lại anh hai Quang Linh mà chị đã từng cùng song ca ca khúc này. Cảm ơn Thắng với Trâm nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Đúng là nhìn hai bạn trong cái trang phục áo trắng nhớ đến những cái thời học sinh, sinh viên rất là hồn nhiên. Bây giờ thì đỡ hồn nhiên rồi. Bây giờ là đỡ hồn nhiên. Hơi khó hiểu chị ơi. Bây giờ đâu hiểu. Có còn hồn nhiên đâu anh. Thật ra là nói vui thôi. Là mình chọn một cái tiết mục thiên về ca là chính và những cái phần diễn xuất cũng nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà anh nghĩ là hai bạn trọn vẹn cái phần trình diễn. Cái mong đợi của cô Tư là các em có những cái bùng nổ hoặc là đột phá hơn. Thì anh nghĩ ví dụ không xa là cái tiết mục của tuần vừa rồi. Tiết mục tuần vừa rồi thì vì sao nó thú vị và nó lôi cuốn hơn? Bởi vì có một cái phần kịch nhỏ ở trong đó và các em cũng có khả năng diễn xuất nữa. Dù không phải là chuyên nhưng mà các em vẫn làm rất là tự nhiên. Thì đó cũng là một cái lời gợi ý cho các em để mình có một cái tiết mục nó thú vị hơn. Để mình khoe được nhiều cái thế mạnh của mình hơn. Còn hôm nay thì anh mãi mê trong một cái khung trời hoa mộng này và cứ ngắm nhìn hai bạn và thả hồn theo những cái giai điệu của bài hát. Cho nên cũng quên soi là không biết là hai bạn có sai sót gì trong này hay không nữa. Cho nên vậy là tức anh, là hoàn hảo rồi anh. Anh tự dặn lòng mình đó là bữa sau anh sẽ phải tỉnh táo hơn trong những tiết mục để mình không có bị cuốn theo như vậy. Để mình có một cái sự công tâm. Chúc mừng tiết mục vừa rồi của hai bạn. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh. Anh Nam thấy được hình ảnh ngày xưa của mình đi học cũng hiền lành, dễ thương, ít nói như em đó. Nhưng mà dòng đời xô đẩy sau nhiều năm, anh cũng đã không còn hồn nhiên nữa. Hồn nhiên như ngày trước nữa. Mà không, không phải không còn hồn nhiên mà cũng đỡ ít nhiều. Đỡ cũng đỡ nhiều nhiên. Rồi, có nghĩa là vẫn còn. À. Vẫn còn lắm, vẫn hồn còn. Hồn nhiên mà đỡ hồn nhiên em hiểu không? Đỡ rồi. Hồn nhiên là một tính từ nói về cái điều tốt đẹp mà đỡ chắc là ít lại. À, Thục ơi, thế thì hôm nay bạn nhìn thấy cái hình ảnh của cặp đôi này về phần diễn thì Thục thấy sao? Có ngọt chưa? Có cần phải thêm chút gia vị gì đó như mắm muối theo không? Em là rất là xuất sắc luôn, không có gì để bàn cãi nữa hết trơn, ngoại trừ khen thêm là bản phối quá hay,
Cho nên là nó góp phần cho mình khi mà mình hát á, cái tình cảm của mình dâng trào hơn nhiều. Nó xuất sắc tới vậy á. Cho nên là anh Nam không tìm được cái gì đến nỗi mà anh Nam quên xăm soi. Và em chỉ chen vô một câu duy nhất là hát hay thôi. Hết. Cảm ơn Thục. Cảm ơn chị. Dạ. Vâng. Em hát bài này mà ít nhất là hai người khen hát hay thì anh cũng mừng cho tụi em. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả hai vẫn có vài chỗ lăng tăng không tới. Cả hai người luôn. Cô Trâm bị hai chỗ, Trâm Thắng nhiều. Bị một chỗ. Trâm nhiều hơn. Sao nãy ông nói giờ cứ ngồi chọt Trâm nhiều hơn? Không, nãy giờ em chỉ đang nói là cái cách khắc phục của Thắng là là về cái đó. Chứ em chưa có nói là với các bạn hát hay. Em chỉ nói là Tâm không, Trâm tới vòng này mình tròn phải nói thôi. Người ta khen nhưng mình phải nói rõ cái khuyết điểm phải gia, có gia đình nhà người ta phải... xào xáo, gia đình xào xáo. Khang ơi xào xáo rồi. Nội bộ lục đục, nội bộ lục đục từ mấy tập trước rồi. Dạ xin mời anh chị tiếp tục ạ. À. Chị là ai? Chị nào? Với em đang mời anh chị tiếp tục. Em mời anh chị tiếp tục xào xáo. Tiếp tục xào xáo ạ, xin mời anh chị ạ. Vâng. Ông Nam này. Hôm nay cái phần dàn dựng này nó đơn giản, nhưng mà thực ra là người ta chỉ chăm chú vào cách hát của tôi hai đứa thôi. Mà làm được như vậy là hay rồi nha. Anh dùng từ là hay rồi. Tại vì anh theo thì anh sẽ biết cái gì. Tóm lại là ok. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn nhạc sĩ Minh Vy. Chúc mừng tụi em. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca mùa thứ tư. Và đây là lúc quan trọng nhất, phần công bố kết quả. Nhưng trước khi đến với kết quả ngôi vị quán quân của mùa thứ tư này, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo đã làm việc rất là vất vả, công tâm và minh bạch trong suốt thời gian vừa qua. Chính vì vậy chúng tôi xin được gửi lời tri ân đến các anh chị. Xin phép được mời 4 vị giám khảo lên sân khấu để nhận cúp lưu niệm từ chương trình. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam, xin mời ca sĩ Hiền Thục, xin mời ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy, trân trọng kính mời. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện nhà sản xuất công ty Sen Vàng, tổng giám đốc công ty Sen Vàng chị Phạm Kim Dung sẽ lên trao kỷ niệm chương cho các vị trong ban giám khảo, trân trọng kính mời. Xin được cảm ơn chị Phạm Kim Dung rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, bây giờ đây chúng tôi xin mời quay trở lại sân khấu cặp đôi Xuân Nhi, Ngọc Anh, Hoàng Thắng, Minh Trâm, Chắc Long, Khắc Tùng và Như Quỳnh, Phương Thủy. Xin mời các bạn. Thưa quý vị, cuộc thi chỉ là một hành trình ngắn. Hành trình dài vẫn còn đang ở phía trước sau cuộc thi này. Và điều quan trọng là mỗi một người phải đặt ra cho mình một cái chiến lược, một cái sự nỗ lực phấn đấu để chúng ta trở thành những chiến binh mạnh nhất khi mà chúng ta đi trên con đường của chính mình. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố kết quả đồng giải 3. Chúng ta sẽ có một giải quán quân, một á quân và hai giải 3. Giải 3 đầu tiên chúng tôi xin được chúc mừng, đó chính là cặp đôi. Đây là hai bạn thí sinh nữ. Xin được chúc mừng cặp đôi đạt được giải 3, đó là Xuân Nhi và Ngọc Anh. Cảm ơn các bạn. Và cặp đôi giải 3 tiếp theo của chúng ta trong đêm nay. Hoàng Thắng và Minh Dũng. Chúng ta còn hai cặp đôi đó là Khắc Tùng, Chắc Long, Như Quỳnh, Phương Thủy. Thưa quý vị, đây là hai cặp đôi mà quán quân của Tuyệt đỉnh song ca mùa thứ tư. Đó chính là Như Quỳnh và Phương Thủy. Xin chúc mừng các bạn. Và như vậy cặp đôi đã xin chào và hẹn gặp lại.